Chương 251, biết được người đến là ai không? Đường Tuấn kinh ngạc, vừa rồi khi anh nghe thấy sự khó khăn và lớn mạnh của cảnh giới Thần Hải từ miệng của đạo sĩ Huyền Long Tử thì không hề nghĩ Thẩm Ngọc Nhu có thể tấn thăng lên cảnh giới Thần Hải trong vòng 30 năm, hơn nữa còn là điều hiển nhiên. Một số võ giả hao phí gần trăm năm cũng không thể đạt được cảnh giới này, còn Thẩm Ngọc Nhu lại dễ dàng như vậy. Loại thể chất này phải mạnh đến mức nào chứ? sau đó đường tuần lại hỏi thăm đại nhân về một số chuyện liên quan đến cỏ băng phách nhưng đạo sĩ cũng không biết gì hết nói hết những chuyện mình biết cho đường tuấn xong huyền long tử nhanh chóng rời đi đường tuấn không hỏi xuất thân của huyền long tử giống như huyền long tử biết đường tuấn xuất thân từ nhà họ đường nhưng không hỏi sâu hơn nữa giữa hai người đều duy trì loại cảm giác thần bí về phần thẩm ngọc như và tài xế lái xe kia hai người sau khi nghe xong đều thấy chóng mặt Vốn dĩ không rõ Đường Tuấn và đạo sĩ Huyền Long tử đang nói cái gì, vậy nên cũng không sợ hai người tiết lộ bí mật. Còn rốt cuộc ai đã đưa ảnh chụp của Đường Tuấn cho đạo sĩ Huyền Long tử để mượn dao giết người, Đường Tuấn dùng đầu ngón chân cũng biết. Cùng tham gia so quyền trong khe núi, lại còn có thù với anh thì chỉ có Tần Nhu. Nếu không phải cô ta thì còn là ai nữa. Giữa đường, đội xe có dừng lại ăn cơm trưa một lần. Lúc chạng vạng tối thì về đến thành phố Vinh. Sau khi trả thẩm Ngọc Nhu cho thẩm Dũng xong, Đường Tuấn liền chuẩn bị đồ về biệt thự Green Garden số 1. Nhưng đúng lúc này, anh lại nhận được điện thoại của Diệp Nam Nhật. Đường Tuấn, cháu về rồi à? Diệp Nam Nhật rất có thế lực ở thành phố Vinh, dường như có tin tức gì cũng không lừa được ông ta. Đường Tuấn nói, vừa mới về ạ. À? Chú Diệp, có chuyện gì không? Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Nam Nhật lộ ra vẻ mỏi mệt, Đường Tuấn, xảy ra chuyện rồi sau khi làm giàu xong diệp nam nhật liền mua một ngôi biệt thự độc lộc ở vùng ngoại ô lúc này đường tuấn đã đứng ở bên ngoài căn biệt thự đó trên trời đã xuất hiện lốm đốm sao trời sau khi nhận điện thoại của diệp nam nhật xong đường tuấn lập tức chạy đến đây anh đã đến rồi ra đón đường tuấn là diệp thanh phương anh ta đã xuất viện về nhà vết thương trên người cũng gần như khôi phục nhưng tinh thần lẫn khí chất đều thay đổi rất lớn lúc trước Ấn tượng trong mắt người khác về anh ta là một tên cậu ấm bá đạo tùy tiện, phong quang lồ lộ, lộ. Nhưng Diệp Thanh Phương bây giờ lại nội hàm trầm thấp, tính trước làm sau. Lúc nói chuyện với Đường Tuấn, tâm tình của anh ta không còn dao động nữa, giống như là một người xa lạ. Xem ra mấy ngày vừa rồi ở trong bệnh viện đã ảnh hưởng rất lớn đến anh ta. Đường Tuấn không nhịn được mà nhìn thêm Diệp Thanh Phương mấy lần, anh nhận ra Diệp Thanh Phương vẫn hận mình, nhưng ít nhất vẫn không trực tiếp thể hiện luôn trên mặt chú Diệp có bị nặng không? Đường Tuấn đi theo Diệp Thanh Phương vào trong biệt thự, hỏi. Vừa rồi ở trong điện thoại, Diệp Nam Nhật đã nhanh chóng kể lại một việc. Vừa mới hôm qua lại có người lẻn vào tập đoàn Nam Nhật muốn mưu sát Diệp Nam Nhật. May sao Đường Tuấn đã có dự đoán tù trước, để lại Quách Thịnh Minh âm thầm bảo vệ Diệp Nam Nhật, nhờ đó Diệp Nam Nhật mới tránh bị ám sát. Cha tôi không sao hết, nhưng sư phụ Quách Thịnh Minh bị thương. Diệp Thanh Phương lạnh lùng nói. Biết được người đến là ai không?" Đường Tuấn hỏi. Diệp Thanh Phương lắc đầu, nói: "Công phu của người kia không tệ. Sau khi làm sư phụ Quách Thịnh Minh bị thương xong vẫn có thể chạy khỏi tòa nhà Nam Nhật. Tôi đã cho người của mình đi tìm nhưng trước mắt vẫn không có tin tức gì." Đường Tuấn nghe vậy, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu hy vọng. Người có thể làm Quách Thịnh Minh bị thương, ít nhất cũng là võ giả có nội lực cấp đại thành. Với bản lĩnh của đám vệ sĩ của Diệp Thanh Phương, vốn dĩ không thể nào tìm được hạng người này. chương 252, vậy là ổn rồi sao? Trong lúc nói chuyện hai người đã đi vào biệt thự của nhà họ Diệp. Dọc đường đi vào, lớp phòng ngự của nhà họ Diệp vô cùng nghiêm ngặt, chỉ tính số lượng bảo vệ bên ngoài cũng gần 50 người, chứ chưa nói gì đến các cao thủ ở chỗ tối. Nhưng đường Tuấn vẫn âm thầm lắc đầu. Loại phòng ngự này đối với người bình thường thì dư sức nhưng đối với những võ giả có nội lực mạnh thì chẳng khác gì thùng rỗng kêu to. Trong đại sảnh của nhà họ Diệp, Diệp Nam Nhật ngồi đó như một thanh kiếm vàng, chỉ là cả người nhìn qua có chút tiêu điều bất lực. Hơn nữa, ngồi bên cạnh ông ta, người được xưng là phong lôi bát cực quách thịnh minh lại đang ngồi trên xe lăn, hai chân quấn từng vòng từng vòng băng vải, trên mặt còn có mấy vệt máu, dáng vẻ vô cùng chật vật. Bốn phía xung quanh đại sảnh còn có 10 người cường tráng đứng đó bảo vệ hai người. Nhìn thấy đường Tuấn và Diệp Thanh Phương tiến vào, Diệp Nam Nhật mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy đường tuấn cuối cùng cháu cũng về rồi đường nhiêu khẽ gật đầu đại sư đường quách thịnh minh không thể đứng lên vẻ mặt rất xấu hổ đường tuấn đã giao cho anh ta bảo vệ diệp nam nhật nhưng anh ta vẫn để người khác lẻn vào được tập đoàn nam nhật điều này khiến anh ta vô cùng khó chịu đường tuấn vỗ vỗ bả vai của quách thịnh minh nói lần này đều nhờ có sư phụ quách để tôi chữa thương cho sư phụ quách trước đã anh nhẹ nhàng nhéo nhéo hai chân của quách thịnh minh qua một lớp vải quách thịnh minh lập tức hít một ngụm khí lạnh lộ ra biểu cảm vô cùng thống khổ là thủ pháp tách gân cốt quách thịnh minh nói thủ pháp tách cốt là một loại võ học vô cùng tàn nhẫn làm xương cốt của người đó sai lệch vị trí cuối cùng tạo thành hiệu quả đả thương người nếu như không xử lý thỏa đáng thì chỉ sợ cả đời này quách thịnh minh phải trải qua trên xe lăn kiên nhẫn một chút đường tuấn nói một câu sau đó hai tay chuyển động nhanh chóng nâng hai chân của Quách Thịnh Minh lên. Anh lắp lại những phần xương cốt bị sai của Quách Thịnh Minh về chỗ cũ. Quách Thịnh Minh chỉ cảm thấy một trận đau đớn truyền đến. Được rồi, tĩnh dưỡng nửa tháng nữa là không sao. Mười mấy giây sau, Đường Tuấn phủi tay. Quách Thịnh Minh cảm giác được, ngoại trừ cảm giác đau đớn bên ngoài thì bây giờ hai chân của anh ta hoàn toàn không còn đau đớn như trước nữa, thậm chí còn có thể dùng một chút sức. Vậy là ổn rồi sao? Diệp Nam Nhật hỏi. Cho dù ông ta biết rõ y thuật của Đường Tuấn nhưng vẫn có hơi không thể tin được. Cái gọi là tổn thương gân cốt cần 100 ngày, huống chi còn bị tổn thương bởi cao thủ có nội lực rất mạnh dùng thủ đoạn tách gân cốt, chỉ sợ là có dưỡng bệnh 1 2 năm cũng đừng nghĩ là hồi phục lại được. Đường Tuấn chỉ gật đầu, vừa rồi khi anh nối xương cho Quách Thịnh Minh cũng đã tiện tay dùng chân khí của bản thân nối liền kinh mạch trong xương cốt của Quách Thịnh Minh một lần, vậy nên mới tạo được hiệu quả này. Đây chính là do khí cảnh của y sư kinh khủng chỉ cần bạn còn một hơi thở là có thể kéo bận về từ quỷ môn quan. Mặc dù có hơi khoa trương nhưng khí cảnh tông sư lợi hại có thể thấy được một phần. Nói cho tôi nghe một chút thông tin về người kia đi. Đường Tuấn ngồi xuống hỏi Quách Thịnh Minh. Quách Thịnh Minh hít sâu một hơi, nói, võ công của người kia cũng không khác lắm, hình như là cao thủ tập luyện nuôi thái cổ truyền, hơn nữa còn rất am hiểu thủ đoạn ám sát. Nếu không phải công ty bảo vệ đuổi đến kịp lúc thì chỉ sợ tôi và ông Diệp đã không thể sống được. Nguôi thái cổ truyền sao? Đường Tuấn không kìm được mà nhíu mày. Giống như nước Việt Nam, hiện tại trên thị trường lưu truyền một thứ rất phổ biến gọi là võ học, nhưng thật ra phần lớn chỉ là chủ nghĩa hình thức. Đánh hai ba chiêu với người bình thường thì còn có thể, nhưng căn bản không thể nào luyện được nội lực chứ đừng nói là cảnh giới chân khí. Chỉ có những bài gia truyền của Việt Nam thì mới gọi là võ học, tương ứng như vậy, đối với Thái Lan thì chính là muôi thái cổ truyền, là một loại võ học khổ luyện nó xem bản thân giống như vũ khí mà rèn luyện không ngừng, từ đó đạt được một lực sát thương kinh khủng. Đây mới đúng là kỹ thuật giết người. Trên mặt Quách Thịnh Minh lộ vẻ khuất phục, nói, người kia còn nói mấy ngày nữa sẽ lại đến lấy mạng của ông Diệp, còn nói trước để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Chương 253 chiêu thức của anh ta đã thất bại. Trước khi giết người còn thông báo cho đối phương biết, cái này không chỉ là vô cùng tự tin về kỹ thuật ám sát của mình mà càng giống như đang miệt thị đối phương. Quách Thịnh Minh cũng là một cao thủ võ đạo, đương nhiên không thể nhấn nhịn được sự sỉ nhục này. Hả, đường Tuấn nhíu mày, sau đó bỗng nhiên lộ ra ý cười, nói, không tệ. Người đó đã đến rồi. Người đó đã đến rồi sao? Quách Thịnh Minh lập tức hồi hộp, những vệ sĩ kia cũng đồng thời thu gọn vòng bảo vệ lại, bảo vệ mấy người vô cùng chặt chẽ. Các anh bảo vệ chú Diệp cho tốt, tôi đi một chút rồi về. Đường Tuấn lạnh lùng nói, Cơ thể của anh chen lên trước một bước đã thoát khỏi vòng bảo vệ của vệ sĩ chui ra ngoài. Bước chân rơi xuống sàn rất yên tĩnh, anh mở cửa sổ sát đất ra, chớp mắt một cái đã rơi xuống cánh rừng bên ngoài biệt thự, biến mất trong màn đêm. Từ đầu đến cuối, những hành động của anh không hề phát ra chút tiếng động nào, giống như ma quỷ. Như này, như này, trên mặt Diệp Thanh Phương lộ ra vẻ kinh sợ. Anh ta thật sự không ngờ lại có người di chuyển nhẹ nhàng hơn cả khỉ và mèo. Quách Thịnh Minh nói, xem ra võ công của Đại sư Đường lại có tiến bộ rồi. Có cậu ấy ở đây, cao thủ môi thái cổ truyền kia không thể trốn thoát. Trên mặt Diệp Nam Nhật cũng lộ ra vẻ yên tâm. Lúc này, ở cánh rừng xanh tốt um tùm bên ngoài biệt thự nhà họ Diệp, màn đêm bao trùm như tấm màn sân khấu, cộng thêm mấy phần hơi thở quỷ dị kinh khủng, giống như một miệng lớn mưa như chút nước, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt sạch sẽ những người bước vào trong đó mà ở nơi âm u hẻo lánh nào đó trong vùng rừng núi này có một người đàn ông cao 1m6 đang chậm rãi bước đi. Mặc dù dáng người của anh ta rất thấp bé, nhưng thân hình vô cùng điêu luyện. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống có thể trông thấy đường cong cơ bắp hoàn mỹ của anh ta. Cách đi đường của anh ta nhìn như thì tùy ý nhưng là một bộ pháp cực kỳ cao minh, có thể đối phó với những biến cố đột nhiên xuất hiện. Ai ai cũng nói võ học của người Việt được truyền thừa ngàn năm, vô cùng tinh túy. Ha ha, Xem ra tất cả chỉ là tin đồn mà thôi, đều là thứ rác rưởi. Cái này là sao có thể vượt qua được môi thái của chúng ta chứ? Người đàn ông thấp bé lẩm bà lẩm bẩm, nhưng lại dùng tiếng phổ thông. Ánh mắt của anh ta vượt qua núi rừng, nhìn thấy được tòa biệt thự sang trọng kia, khóe miệng không kìm được mà vẽ lên một còng cười lạnh. Nhưng đúng lúc này, cơ thể của anh ta đột nhiên cứng đờ, một chân đang lơ lửng trên không không thể hạ xuống được. Một cánh tay khoác lên bờ vai của anh ta, Mặc dù nó không dùng sức hay lộ ra bất cứ sát ý gì, nhưng trên trán người đàn ông thấp bé lại đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Có thể nhân lúc anh ta không phát hiện ra mà không một tiếng động đến gần, loại người này tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ có thực lực mạnh hơn anh ta rất nhiều. Anh là ai? Người đàn ông thấp bé vội vã đến mức tất cả lỗ chân lông trên người đều mở ra, trong lòng cảnh giác đến cực điểm, cắn răng hỏi. Ha ha không phải anh nói võ học của Việt Nam tôi đều là rác rưởi hay sao? Thế thì anh cứ đi lên phía trước một bước thử xem nào. Một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau người đàn ông thấp bé. Thưa anh, có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? Không bằng, người đàn ông thấp bé cất tiếng, nhưng còn chưa nói xong, cơ thể của anh ta bỗng nhiên đẩy về phía sau. khuỷu tay khẽ cong lên, đánh về phía bụng dưới của người đằng sau còn bả vai thì vọt đến ngực. Lúc đang nói chuyện, nhân lúc người ta không chú ý mà bất ngờ ra sát chiêu, đây tuyệt đối là không muốn để người ta xử lý kịp thời. Đi chết đi, trong lòng người đàn ông thấp bé gầm thét, anh ta rất tự tin vào võ công của mình, chỉ cần đánh chúng một cái này thôi thì bên dưới có là đá thì cũng vỡ nát, huống chi là cơ thể người. Bả vai và khuỷu tay của người đàn ông thấp bé không hề chạm vào bất cứ vật nào. Chiêu thức của anh ta đã thất bại. Chạy, thậm chí người đàn ông thấp bé còn chưa kịp bất ngờ thì trong đầu đã nổi lên ý nghĩ muốn chạy trốn. Chạy à, bây giờ mới muốn chạy, liệu chạy được sao? Giọng nói kia giống như u linh vang lên phía sau anh ta. Sau đó người đàn ông thấp bé cảm thấy cổ mình có thứ gì đó đập vào, cả người liền rơi vào hôn mê bất tỉnh. Đường Tuấn đứng trên chỗ đất trống trong rừng cây, nhìn người đàn ông thấp bé đã rơi vào hôn mê bất tỉnh, sắc mặt có hơi lạnh lẽo. Thực lực của người đàn ông thấp bé này không tệ. Mặc dù nội lực mới ở cấp đại thành, nhưng với thủ đoạn mượn mua thái cổ truyền để ám sát này thì kể cả võ giả chuyện nâng cao nội công cũng phải chịu thiệt thòi. Muốn thuê loại người này đi giết người, chắc hẳn phải trả một cái giá không hề thấp. Chương 254, kia chính là hậu quả của anh mà thôi. Bên trong tầng hầm của biệt thự nhà họ Diệp, ánh đèn u ám để lộ ra hơi thở quỷ dị. Người đàn ông thấp bé lắc đầu, sau đó tỉnh lại. Vừa mới tỉnh dậy, anh ta đã phát hiện ra mình bị xích sắt khóa chặt tứ chi, không thể động đậy. mà đằng trước anh ta có ba người đang ngồi, trong đó có một người anh ta phải ám sát, một võ giả bị anh ta đánh bị thương và một người khác nữa là một người trẻ tuổi, dáng vẻ gầy gò yếu ớt, không hề có võ công. tỉnh rồi à, đường tuần lạnh lùng nói. người đàn ông thấp bé nghe thấy giọng nói này xong, cơ thể run lên bần bật, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ giọng nói này chính là của người đã bắt giữ anh ta ở trong rừng là mày người đàn ông thấp bé dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm đường tuấn đường tuấn nói là tôi anh nhìn người đàn ông thấp bé kia hỏi ai thuê anh đến đây người đàn ông thấp bé nghe xong thì cười ha ha nói tao thừa nhận võ công của mày lợi hại hơn tao nhưng đừng có nghĩ moi được gì từ trong miệng tao có bản lĩnh thì giết tao đi Thác Thành Long tao từ khi bắt đầu luyện võ đã không thèm để ý đến tính mạng rồi. Quách Thịnh Minh nói: Ngài Đường, tôi thấy rất khó để lấy được tin tức có ích nào từ trong miệng của anh ta. Người tập Muôi Thái không sợ nhất chính là ép cung. Diệp Nam Nhật cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ông ta cũng đã từng nghe đến Muôi Thái, cũng biết người luyện Muôi Thái từ lúc nhỏ đã lấy cơ thể mình xem như binh khí để rèn luyện. Dùng cùi trỏ đập vào cây, chân đạp vào cát, mấy chuyện này đối với bọn họ cũng giống như luyện tập hàng ngày. Xương cốt cả người và thần kinh đã cứng cỏi từ lâu. Muốn từ trong miệng loại người thế này lấy được tin tức hoàn toàn chính xác là rất khó. Ha ha, xem như các người có chút hiểu biết, trên mặt Thác Thành Long lộ ra vẻ đắc ý. Ồ, có thật không? Đường Tuấn lộ ra biểu cảm hứng thú. Tên kia, tao khuyên mày đừng có phí công, kể cả mày có là cao thủ tông sư thì cũng đừng hòng bảo tao nhả ra cái gì. Thức thời thì mau thả tao ra. Bằng không đợi đến lúc sư phụ của tao đến Việt Nam thì mấy lũ chúng mày đều phải chết hết. Lúc này Thác Thành Long cũng đã hiểu ra người trẻ tuổi đứng trước mặt anh ta đây chính là một người quan trọng trong ba người này, cũng là người sắp đạt được cảnh giới cao thủ tông sư. Nhưng anh ta không hề sợ hãi chút nào, bởi sư phụ của anh ta cũng là một vị tông sư của Thái Lan, hơn nữa còn là một vị tông sư có uy tín lâu đời, tu vi rất kinh khủng, thậm chí còn được xưng là thần. Quách Thịnh Minh và Diệp Nam Nhật đều đổi sắc mặt. Hiển nhiên là không nhờ địa vị của đối phương lại lớn như vậy. Lúc hai người đang nghĩ đến chuyện thương lượng với Đường Tuấn để xử lý khoan hồng tên thác Thành Long này thì Đường Tuấn đã đứng lên. "Quên không nói cho anh biết, tôi không chỉ là một tông sư võ đạo mà khi đứng trong hàng ngũ y đạo, tôi cũng đã có được cảnh giới khí." Đường Tuấn từ từ đi về phía thác Thành Long. Thác Thành Long nghe xong thì đổi sắc mặt, còn trẻ như vậy mà đã trở thành tông sư võ đạo thì đúng là như thiên tài yêu nghiệt nhưng mà người trước mặt đây còn là tông sư y đạo ở cảnh giới khí, chuyện này hiển nhiên đã làm cho anh ta kinh sợ. Phải biết rằng lúc tập võ, chuyện kỵ nhất chính là một lòng hai mối. Có thể đạt đến đỉnh phong ở đồng thời hai lĩnh vực, đây không phải chỉ cần thiên phú em ép còn cần nghị lực và một cuộc kỳ ngộ mới được. Vậy thì sao? Thác Thành Long cắn răng nói. Cũng không có gì đặc biệt cả. Đường Tuấn rút ra mấy cây châm, nói chỉ là tôi đây đã từng nhìn thấy một phương pháp ép cung trên một quyển sách, gọi là châm phạt. Tôi cảm thấy nó rất thú vị, đáng tiếc là chưa có ai để thử, vừa hay lấy cơ thể anh để thử một chút vậy. Châm phạt gì? Thác Thành Long không hiểu. Ừm, Đường Tuấn cũng không nóng nảy, giải thích, chính là thông qua cách châm cứu để mở rộng cảm giác đau đớn của một người. Khi đã mở rộng gấp 100 lần, vậy thì chỉ cần một con kiến đốt anh, anh cũng sẽ có cảm giác thống khổ giống như bị một cây to đùng va vào người. Trong mắt Thác Thành Long hiện ra vẻ bối rối nhưng vẫn cắn răng nói, mày lừa ai đấy? Trên đời này làm gì có loại hình phạt này, nếu có thì sao cho đến bây giờ tao chưa từng nghe thấy? Kia chính là hậu quả của anh mà thôi, Đường Tuấn lạnh lùng nói. Đang nói chuyện, Đường Tuấn đã đi đến trước mặt Thác Thành Long. Xoạt xoạt, Đường Tuấn ra tay, cắm lên cằm Thác Thành Long trước tiên. chương 255, đây chỉ là bắt đầu. Như này là tôi sợ anh một lát nữa sẽ không nhịn được đau mà cắn lưỡi tự sát. Nếu như anh muốn dừng thì gật đầu là được." Đường Tuấn nói. Thác Thành Long không nói lời nào, trên mặt cũng không hề có cảm xúc sợ hãi. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, nói, "Hy vọng chờ đến lát nữa anh vẫn còn giữ được cốt khí thế này." Bịch, bịch, bịch. Đường Tuấn ra tay rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đâm xuống mấy huyệt vị trên người Thác Thành Long. Vẻ mặt Thác Thành Long bình tĩnh, sau đó phát hiện không thấy đau đớn nào thù trên mặt lộ ra vẻ khiêu khích. Quách Thịnh Minh và Diệp Nam Nhật đều lộ ra vẻ nghi ngờ, không biết Đường Tuấn đang định làm cái gì. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, sau đó vươn tay vỗ nhẹ trên mặt Thác Thành Long. Anh dùng sức rất nhẹ, giống như đang vỗ một đứa trẻ con. A, à, Thác Thành Long giống như bị cây chùy đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị làm thịt. "Sao rồi, tôi không lừa anh chứ?" Đường Tuấn cười nói, "Bác sĩ giỏi cũng đồng thời là một sát thủ giỏi." họ biết cách khiến người ta chết một cách nhanh nhất, cũng biết cách để người ta sống không bằng chết. Thác Thành Long cắn răng kiên trì, trên người đã toát ra một tầng mồ hôi. Đây chỉ là bắt đầu, Đường Tuấn cười nói, nhưng mà nụ cười này rơi vào trong mắt Thác Thành Long lại không khác gì ma quỷ. Đường Tuấn lại lấy ra một cây châm nữa, bắt lấy bàn tay của Thác Thành Long, sau đó đâm vào tay anh ta từng chút một. Tay đứt ruột sót, 10 ngón tay có quan hệ vô cùng chặt chẽ với cơ thể nhưng một ngón tay khi bị thương thì cảm giác đau đớn sẽ mạnh hơn một chỗ khác. Kim đâm vào ngón tay vốn dĩ là một hình phạt cực kỳ tàn khốc, lúc này cảm giác đau của Thác Thành Long lại bị đường tuần phóng đại thêm mấy lần. Loại đau khổ này khiến Thác Thành Long phải giống lên, trên người nổi đầy gân xanh, vẻ mặt giữ tợn thống khổ. Không đến mấy giây sau, quần áo trên người Thác Thành Long đã bị mồ hôi thấm ướt, giống như thể vừa được vớt ra từ trong nước. Chỉ nhìn thấy dáng vẻ này của Thác Thành Long, cả Quách Thịnh Minh và Diệp Nam Nhật đều thấy tóc gáy dựng đứng. Có thể làm cho cao thủ tập luyện muôi thái cổ truyền lập ra dáng vẻ đau đớn như thế này, vậy thì loại đau đớn kia đã đạt đến cảnh giới không thể nghĩ đến. Mà lúc này, Đường Tuấn vẫn giữ nụ cười y như cũ, lấy ngân châm dài ba tắc xâm nhập vào chỉ tâm của Thác Thành Long. Ưm, ừ, Thác Thành Long không thể chịu nổi nữa, chỉ có thể gật đầu không ngừng. Đường Tuấn thấy thế, không khỏi lộ ra dáng vẻ tiếc hận, nói đáng tiếc tôi còn tưởng được chơi thêm lúc nữa thác thành long nghe vậy suýt chút nữa thì ngất đi anh nhổ hết tất cả ngân châm trên người thác thành long cả người thác thành long như bị rút hết sức lực nếu không hoài có xiềng xích giữ lại thì chỉ sợ là đã ngã thẳng ra đất dáng vẻ bây giờ so với cao thủ muôi thái cổ truyền kiêu ngạo kia đúng là ngày đêm khác biệt bây giờ có thể nói rồi chứ ai sai anh đến đây đường tuấn nắm lấy cằm của thác thành long thác thành long vừa sợ hãi vừa oán độc nhìn đường tuấn, hận không thể xé nát anh thành từng mảnh. Nhưng vừa nghĩ đến loại đau khổ mới trải qua, anh ta lập tức thấy dùng mình. Anh lắc đầu, nói tôi chỉ nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Có người đã chi ra 1,75 tỷ đô la Mỹ để có được cáo mạng của Diệp Nam Nhật và hai phương thuốc trong tay ông ta. Về những chuyện khác thì tôi cũng không biết. Nói đến đây, Thác Thành Long đã đem cái người ra giá kia mắng thối đầu nói cái gì mà bên cạnh Diệp Nam Nhật không có cao thủ, nhiệm vụ vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng sự thật thì, đầu tiên có Quách Thịnh Minh với nội lực đại thành ngăn cản, sau đó lại có tên ma quỷ đang đứng trước mặt đây. Nếu như có thể chạy trốn, anh ta thề sẽ tìm được người kia, rồi bắt tên đó thử cảm giác bị châm phạt. Tổ chức, tổ chức nào, Đường Tuấn Trầm ngâm hỏi, thác thành long do dự. Nhưng nhìn ngân châm lóe lên ánh sáng lạnh trong tay đường Tuấn thì cắn răng nói tổ chức của bọn tôi tên là huyền sát audio điện tử võ tấn bền chương 256 người thân bạn bè huyết sát Quách Thịnh Minh kinh ngạc hô lên khi nghe thấy thứ này. Anh đã từng nghe nói qua, Đường Tuấn hỏi, Quách Thịnh Minh gật đầu và nói, huyết sát là một trong những tổ chức giết người nổi tiếng ở Đông Nam Á. Nghe nói rằng một số thủ lĩnh trong tổ chức đều là những cao thủ cảnh giới tông sư. Trong tay bọn họ là một đám cao thủ, mỗi một người đều là cao thủ nội công, hơn nữa còn toàn là sát thủ khét tiếng. Có một vài người là tội phạm truy nã trong danh sách các quốc gia. Thì ra là vậy, Đường Tuấn nói. Nếu thật sự là huyết sát, vậy thì phiền phức rồi. Tuy danh tiếng của tổ chức này không tốt lắm nhưng rất có hệ thống, nếu không sẽ không thể nào tạo được tiếng tăm trong giới võ thuật Đông Nam Á. Quách Thịnh Minh nói tiếp. Đúng vậy, mày không thể giết tao, nếu không người trong tổ chức của chúng tao sẽ không buông tha cho mày, hơn nữa sư phụ của tao là tông sư cố sáng của nước Thái. Cho dù mày có trốn ở chân trời góc bể thì người thân và bạn bè của mày cũng sẽ phải chết cùng mày. Lúc này Thác Thành Long đã sợ hãi Đường Tuấn nên vội vàng nói: "Đường Tuấn, hay là chúng ta nên bắt tên đó lại trước rồi để sau này tính tiếp." Diệp Nam Nhật cũng thuyết phục anh, tuy rằng tập đoàn Nam Nhật cũng được coi là có chút thế lực ở thành phố Vinh, thế nhưng so với tổ chức huyết sát thì giống như con kiến và đại bàng vậy, căn bản là không thể so ông ta cũng không muốn nhìn thấy đường tuấn vì kích động mà rước họa vào người người thân bạn bè vốn dĩ đường tuấn đã định tha cho thác thành long nhưng khi nghe những lời này trong mắt anh lập tức lộ ra một tia sát ý mày nói nhiều quá vừa dứt lời đường tuấn đã dùng lòng bàn tay đánh một trưởng lên đỉnh đầu của thác thành long đôi con người của thác thành long trợn lên vẻ mặt đầy hoài nghi anh ta không thể ngờ rằng người này thực sự dám giết mình dám động đến người thân bạn bè của tao mày sẽ phải chết trước. Đường Tuấn biết rõ tính cách của Thác Thành Long, chỉ cần có cơ hội phản lại, nhất định tên này sẽ tìm anh tính sổ. Thà rằng nhổ cỏ thì nhổ cho tận gốc, tránh để lại hậu họa sau này. Đường Tuấn, cậu, Quách Thịnh Minh và Diệp Nam Nhật Kinh ngạc thốt lên. Họ không ngờ Đường Tuấn lại có thể xuống tay giết người một cách dứt khoát như vậy. Hai người nghĩ rằng cho dù cháu không giết tên đó thì tên đó sẽ biết ơn chúng ta sao? Đường Nhiêu hỏi ngược lại. Quách Thịnh Minh và Diệp Nam Nhật cũng là những người thông minh, sau khi nghe điều này bọn họ hiểu ra ngay lập tức. Chú Diệp, chuyện tiếp theo đành làm phiền chú xử lý rồi. Đường Tuấn nói. Diệp Nam Nhật gật đầu. Trong mắt đường Tuấn hiện lên sát ý, lẩm bẩm nhà họ Tề, nhà họ Lý hay nhà họ Vương. 5 triệu đô, xem ra bọn họ cũng không bình tĩnh như bên ngoài vậy. Biết được Diệp Nam Nhật có đơn thuốc trong tay, hơn nữa còn sợ ảnh hưởng đến lợi ích thì chỉ có ba nhà này nếu đường tuấn đoán không sai thì người thuê sát thủ huyết sát chắc hẳn là một trong ba nhà này. Trong khi đường tuấn một trưởng giết chết thác thành long thì tại một nơi xa xôi ở Đông Nam Á, nơi đây là một vùng núi rừng bị sương mù bao phủ, khắp nơi tràn ngập sát khí, người bình thường đi vào có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng ở giữa vùng núi rừng, nơi mà sương mù bao phủ nhiều nhất lại có một ngôi chùa, ngôi chùa không lớn nhưng lại phảng phất một vẻ mộc mạc, cổ kính thăng trầm. Trong chùa, có một ông già mặc áo bảo xám đang ngồi tu hành, mắt nhắm nghiền, hơi thở trầm lắng, giống như một con hổ đang ngủ say. Đột nhiên, lão già mở mắt ra, trong hư không lóe lên một tia chớp. Trước mặt ông ta có một cái giá đứng, trên giá đứng đặt 10 ngọn đèn dầu, lúc này đột nhiên một ngọn đèn dầu trong đó tắt ngúm. Đèn sinh mệnh của Thác Thành Long đã tắt rồi, ông già bỗng dưng gào lên điên cuồng như thể bão táp đã tới, là ai đã giết, điều tra, điều tra cho tôi, Tôi muốn cả nhà kẻ đó phải chôn cùng Thác Thành Long." Giọng của ông ta ầm ầm như sấm sét, truyền từ trong chùa đến núi rừng xung quanh, khiến cho cả chim muông và thú dữ đều kinh sợ. Chương 257 tất nhiên là cha phải tham gia. Một lúc lâu sau, hơi thở của ông lão mới dần dần bình tĩnh lại, ông ta khẽ nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, "Nước Việt Nam, đợi sau khi cố sáng tôi tấn thăng đến cảnh giới thần hải thì chính là ngày võ đạo giới phái các người bị lật đổ." Nói xong, ông ta lại nhắm mắt tiếp tục lĩnh hội võ thuật sau khi giải quyết xong thác thành long ba người đường tuấn bước ra khỏi tầng hầm về chuyện xử lý thi thể của thác thành long thì diệp nam nhật đã có sự sắp xếp của riêng mình mấy người ngồi xuống phòng khách diệp nam nhật ra lệnh cho nhóm vệ sĩ giải tán trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ và diệp thanh phương lúc này diệp thanh phương nhìn đường tuấn đầy hoài nghi lúc nãy khi đường tuấn bắt giữ thác thành long thì anh không hề che giấu thực lực với mọi người Diệp Thanh Phương tận mắt chứng kiến Đường Tuấn bắt kẻ đã đánh Quách Thịnh Minh bị thương như tóm cá chết ở trong dọ, trong lòng anh ta vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Rốt cuộc anh ta mạnh đến mức nào? Trong lòng Diệp Thanh Phương thầm nghĩ, anh ta cứ nghĩ rằng bản thân chuyên tâm luyện võ, không chừng sẽ đuổi kịp được Đường Tuấn. Nhưng bây giờ khoảng cách đó ngày càng xa, đặc biệt là sau khi biết rằng Quách Thịnh Minh được Đường Tuấn cử đến để bảo vệ Diệp Nam Nhật, trong lòng anh ta hiểu được không có cách nào có thể đuổi kịp Đường Tuấn giờ thì anh đã biết rõ Đường Tuấn thật sự không phải là con riêng của Diệp Nam Nhật. Thanh Phương, việc của công ty thế nào rồi? Diệp Nam Nhật mệt mỏi xoa bóp Thái Dương. Mấy ngày nay, bởi vì lo lắng chuyện Thác Thành Long đến ám sát, ông ta không dám tới văn phòng công ty, chỉ có thể giao mọi chuyện ở công ty cho Diệp Thanh Phương xử lý. Diệp Thanh Phương bình tĩnh lại một chút, thầm nói, chỉ cần lần này tập đoàn Nam Nhật ra mắt loại thuốc mới thành công thì đến lúc đó cả tập đoàn nhất định sẽ bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Đến lúc đó, nguồn tài chính mà tập đoàn Nam Nhật sở hữu chắc chắn sẽ không hề thua kém Đường Tuấn. Sau khi suy nghĩ về điều này, Diệp Thanh Phương trả lời, nhóm người trong công ty vẫn chưa yên tâm, một số cổ đông đã bị nhà họ Tề dụ dỗ, thậm chí còn bí mật bán một phần cổ phần của họ cho nhà họ Tề và nhà họ Lý. Nếu cứ tiếp tục như vậy, công ty sẽ trở thành cục diện bị phân chia thành hai phe đối lập. Sắc mặt của Diệp Nam Nhật bỗng trở nên khó coi sau khi nghe xong điều này. Cái gọi là lòng người dao động là đây chứ đâu, khi biết loại thuốc mới của tập đoàn Nam Nhật có tác dụng thần kỳ, nhiều cổ đông đã cấu kết với người ngoài tìm cách kéo Diệp Nam Nhật xuống khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, giành lấy hai đơn thuốc đó muốn nhận được lợi nhuận lớn hơn. Hừ, bọn họ cũng to gan đấy. Thuốc mới còn chưa ra mắt thị trường mà bọn họ đã dám phản trước rồi. Diệp Nam Nhật lạnh lùng nói. Diệp Thanh Phương cũng tức giận nói, bọn họ còn nói hai ngày nữa sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông. Chắc bọn họ muốn bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị và ép cha giao đơn thuốc ra. Bọn họ cũng nói rằng nếu cha không tham gia thì đến lúc đó coi như là từ bỏ quyền ứng cử của mình. Ha ha, xem ra bọn họ cũng biết chuyện cha bị ám sát, nếu không sẽ không thể gây rối nhanh như vậy được. Diệp Nam nhật đập mạnh tay vào ghế sofa. Trên mặt ông ta lộ ra nụ cười, ông ta nói, bọn họ cho rằng đến lúc đó cha sẽ không dám tham gia đại hội cổ đông. Đáng tiếc bọn họ tính toán trăm phương ngàn kế lại vẫn có sơ suất. Nói xong, ông ta không khỏi nhìn về phía Đường Tuấn, cũng may lần này Đường Tuấn vội vàng trở về kịp thời, nếu không đêm nay ông ta có thể không sống sót qua được. Đường Tuấn vẫn luôn yên lặng lắng nghe, đánh giá tình hình chung. "Cha, cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra vào ngày kia." Diệp Thanh Phương nói. "Tham gia, tất nhiên là cha phải tham gia. Cha muốn xem họ có thể có những con át chủ bài nào." Diệp Nam Nhật nói với vẻ mặt dữ tợn, ông ta cũng từng bước từ dưới đáy leo lên với khí thế hung ác của riêng mình. "Chú Diệp, thật ra chú cũng không cần lo lắng, lúc đó cháu sẽ cùng chú đi họp đại hội cổ đông, bọn họ sẽ không thể gây ra được sóng gió gì." Đường Tuấn đột nhiên lên tiếng, "Tính thời gian, nhà họ Âu Dương, Diệp Thiên Vũ, hoàng tường và những người khác chắc khoảng ngày kia là sẽ đến thành phố Vinh, đến lúc đó cộng thêm cả sự ủng hộ của bọn họ." Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nam Nhật chưa chắc đã dám nói trước điều gì. Hơn nữa, trong tay anh vẫn nắm giữ 51% cổ phần của tập đoàn Nam Nhật trong giai đoạn đầu kinh doanh. Anh là cổ đông lớn của tập đoàn Nam Nhật. Diệp Nam Nhật nghĩ rằng Đường Tuấn định công khai thân phận đại cổ đông tập đoàn Nam Nhật của anh, mặc dù ông ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nghĩ ra cách tốt hơn nên cũng không nói gì nhiều. Đêm đó, Đường Tuấn ở lại trong biệt thự của nhà họ Diệp nhân tiện chỉ điểm một chút võ thuật cho Quách Thịnh Minh coi như là thù lao cho việc bảo vệ Diệp Nam Nhật lần này. chương 258, thằng nhóc, cậu là ai? Ngày hôm sau, đường Nhiêu lái xe đến biệt thự Green Garden. Anh không có chìa khóa trong tay, có lẽ là Trần Bá Phước đã thông báo trước với nhân viên bảo vệ ở ngã tư nên không có người nào ngăn cản anh ta. Biệt thự Green Garden nằm trên đỉnh núi, lúc này sương sớm còn chưa tan, bao phủ cả đỉnh núi của công viên xanh, toàn bộ khu biệt thự như được bao bọc bởi mây và sương mù nhìn giống như thiên đường nơi hạ giới. Căn biệt thự rất rộng và được bài trí sang trọng xứng với danh hiệu đệ nhất biệt thự của thành phố. Đây là đầu tiên đường tuấn tới căn biệt thự Green Garden. Anh đứng trên bãi cỏ trước biệt thự, nhìn ngọn núi thanh viên được mây mù bao phủ xung quanh và thành phố Vinh Sa xăm mịt mở phía dưới, hai tay chắp sau lưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào. Trên đỉnh núi có phong cảnh như này, vậy còn nơi cao nhất của y đạo, võ đạo phải chăng cũng có một phong cảnh khác. Đường Tuấn tự hỏi bản thân, tiếc là không tìm ra được đáp án. Có một số điều nếu như chúng ta không tự mình trải qua thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra được hương vị tuyệt vời của nó. Đúng lúc này, trong biệt thự số 1 của công viên xanh bỗng nhiên có tiếng ồn ào, bà độc, tôi khuyên bà nên ngoan ngoãn theo tôi trở về bộ tộc mèo, có lẽ thiếu chủ và các vị trưởng lão có thể tha thứ cho tội danh của bà. Tội danh, tôi thì có tội gì? bà độc tức giận nói người của bộ tộc mèo đường tuấn khẽ cau mày bây giờ anh mới nhận ra cửa biệt thự không đóng chỉ là bị khuất anh bèn đẩy cửa vào đường tuấn nhìn thấy bà độc và một ông lão vẻ mặt u ám đang ở trong đại sảnh ông lão đó mặc một chiếc áo bào màu xám cho khuôn mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây khô thân hình gầy guộc tựa ra bọc xương đầu tóc đã hói gần được một nửa trông không giống người mà càng giống như một bóng ma tiếng đẩy cửa khiến hai người chú ý đường tuấn cậu đã trở lại, bà độc lên tiếng. Cậu là ai, ai cho cậu vào?" Ông lão quát lên một tiếng với chất giọng khàn khàn nghe vô cùng khó chịu. Đường Tuấn bước vào nói, "Đây là chỗ ở của tôi, tôi muốn vào đây mà còn phải cần có sự cho phép của ông sao?" "Chỗ của cậu?" Ông lão âm trầm nói, "Tôi mặc kệ đây là chỗ của ai, tôi đang có chuyện ở đây, mau cút ra ngoài đừng có ở đây cản trở tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo." "Ồ, ngược lại Đường Tuấn rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa và nói, tôi lại muốn xem xem ông không khách sáo với tôi như thế nào. Thằng nhóc cũng khá to gan đấy, nhưng mà bất cứ ai dám khiêu khích tôi đều không có kết cục tốt. Ông lão vừa nói vừa phất tay một cái, mấy con bọ cạp đen bóng nhảy tới trước mặt đường Tuấn. Đuôi bọ cạp vỉnh lên cao, ánh lên tia sáng màu đen, rõ ràng là thứ cực kỳ độc. Đường Tuấn cũng không thèm nhìn mà phóng ra mấy cây ngân châm từ trong tay, ngân châm chính xác xuyên qua cơ thể của mấy con bò cạp. Hơn nữa mấy cây ngân châm vẫn còn dư lực mà xuyên qua cơ thể con bò cạp rồi bay ngược trở lại, đâm vào cơ thể của ông lão. Sắc mặt của ông lão hơi thay đổi muốn tránh đi, nhưng lúc này mới phát hiện thân thể của mình đã bất động không thể di chuyển được. Chi chi, ngân châm xuyên qua thân thể ông lão khiến cho lũ bò cạp sợ hãi, bất chấp ông lão có phải là chủ nhân của bọn chúng hay không, đuôi của bọn chúng đều hung hăng đâm vào lồng ngực của ông lão bỏ cạp rõ ràng là thứ cực độc nước da của ông lão đột nhiên chuyển sang màu xanh lam may mà những người tu luyện cổ thuật có đặc tính chống độc rất mạnh nên ngoài nước da xanh biết ra thì không có nguy hiểm nào khác thằng nhóc cậu là ai ông lão hỏi trong mắt tràn đầy sự cảnh giác sau một lần chạm mặt ông lão lập tức hiểu ra người trước mặt nhất định không phải người bình thường bản thân không thể di chuyển e rằng cũng là do người trước mặt này dở trò tôi tên đường tuấn biệt thự green garden này là của tôi Đường Tuấn nhìn ông lão nói, tôi lại muốn hỏi xem ông là ai. Chương 259, ông uy hiếp tôi. Tôi tên là Vu Hàn, tôi là trưởng lão của bộ tộc người mèo, tốt nhất là cậu thả tôi ra, nếu không bộ tộc mèo chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Ông lão hung hăng nói. Đường Tuấn cười thầm, ông lão trước mặt tuy trông gớm ghiếc đáng sợ, nhưng về kỹ năng luyện cổ nuôi trùng của ông ta cũng không thể so sánh được với bà độc. Đoán chừng cũng chỉ là nội công trung kỳ. Đối với anh mà nói cũng không gây ra được bao nhiêu uy hiếp. Đường Tuấn, ông ta thực sự là trưởng lão của bộ tộc người mèo, là người trong tộc phái đến tìm tôi và Tiểu Nam trở về. Lúc này, bà Độc đột nhiên lên tiếng. Đường Tuấn nhìn sang bà Độc và nói, vậy ý của hai người thế nào? Bà Độc lắc đầu nói, chúng tôi sẽ không quay trở về cho đến khi Tiểu Nam khỏe lại. Bà ta nhìn Vu Hàn mà nói, trở về đi, nói với các trưởng lão trong tộc cứ nói rằng tôi và Tiểu Nam là bị bọn họ ép vào con đường này. Nếu như Tiểu Nam không thể sống được thì bọn họ hãy chuẩn bị sẵn sàng để trả giá cho việc này đi, bà độc tôi nói được làm được. Bà độc, sao bà dám làm như vậy? Thiếu chủ và các trưởng lão trong tộc khoan hồng đại lược, bọn họ cũng không định truy cứu tội lỗi của bà vì đã trốn khỏi bộ tộc người mèo, bà lại còn dám uy hiếp. Vu Hàn tức giận hét lên. Thiếu chủ, thiếu chủ chó má gì, tiểu nam mới là chủ nhân của bộ tộc người mèo, không phải là một đám lão già các ông không muốn bị một cô gái đẻ đầu cưới cổ nê mới không biết xấu hổ đã bày ra những âm mưu thủ đoạn mở ám. Bây giờ ông còn dám nói điều này trước mặt tôi sao? Bà độc tức giận hét lên. Bà, vu hàn nhất thời không nói nên lời, cuộc thanh trừng năm đó của bộ tộc người mèo quả thực có chút mở ám. Dù sao thì tất cả mọi người ở bộ tộc người mèo đều nợ cô gái ấy một cái mạng. Đường Tuấn, để ông ta đi, ông ta chỉ là một kẻ bình thường, giữ lại cũng vô ích. Vẻ mặt bà Độc vô cùng chán nản nói: "Được." Đường Tuấn đáp lại, sau đó anh bước tới chỗ Vu Hàn và rút mấy cây ngân châm ra. Lúc này, Vu Hàn mới nhận ra rằng tay chân của mình đã bị ngân châm xuyên qua, hơn nữa ông ta hoàn toàn không hề phát hiện ra. Mấy cây ngân châm được rút ra, chân tay của Vu Hàn đã có thể cử động trở lại, ông nhìn Đường Tuấn dường như đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục động thủ hay không. "Tôi khuyên ông tốt nhất không nên động thủ, Đường Tuấn đã là tông sư cảnh giới chân khí." đến tôi ông còn không thể đánh bại được, rơi vào trong tay cậu ấy chỉ có thể bị giày vò trà đạp mà thôi. Bà độc lạnh lùng nói, cảnh giới chân khí, làm sao có thể như thế? Vu Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi lại, thiếu chủ của bộ tộc người mèo kia có thể thăng cấp cảnh giới tông sư ở tuổi 30 đều là nhờ vào sự trợ giúp của gần như toàn bộ chín chi nhánh của bộ tộc người mèo. Nhưng người đàn ông trước mặt này hình như còn chưa đến 30 tuổi đi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Vu Hàn đã mơ hồ tin tưởng, chỉ có cao thủ tông sư mới có thể hóa giải cổ trùng của mình một cách bình tĩnh như vậy. Sau khi thông suốt vấn đề này, đương nhiên là Vu Hàn sẽ không dám nghĩ đến việc động thủ nữa, dựa vào võ công và cổ thuật của ông ta mà đánh nhau với cao thủ tông sư thì không khác nào tự tìm đến cái chết. Bà Độc, tôi sẽ trở về và truyền đạt nguyên văn lại lời nói của bà. Vu Hạt nói, tôi không tin lần nào bà cũng sẽ gặp may mắn như vậy, tiếp theo sẽ có những người khác đến tìm bà. Người của bộ tộc mèo chỉ có thể chết trên đất của bộ tộc mèo. Đường Tông Sư, hy vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ lại, trở thành kẻ thù của bộ tộc mèo tôi không phải là một lựa chọn sáng suốt. Đã có không ít Tông Sư chết trong tay bộ tộc người mèo của bọn tôi. Ở tuổi của cậu thì con đường võ đạo vẫn còn rất rộng mở, hà cứ gì phải vì hai người phụ nữ mà tự hủy đi tiền đồ của mình. Ông uy hiếp tôi, đường Tuấn nhíu mày. Vu Hàn cúi người thể hiện sự tôn trọng và nói, không phải uy hiếp, chỉ là giải thích một sự thật thôi, lời đã nói xong rồi giờ tôi sẽ rời đi. Tất nhiên, nếu tông sư thực sự muốn giữ tôi lại thì tôi cũng không còn cách nào khác, nhưng tôi đã có thể tìm được bà độc vậy thì những người khác ở bộ tộc người mèo cũng có thể tìm ra được. Chương 260 không ai có thể ngăn cản được tôi. Hừ, biến đi, Đường Tuấn xua tay, phát ra một luồng chân khí đưa Vu Hạt ra khỏi biệt thự. Quả nhiên là tông sư, bên ngoài biệt thự, trên mặt Vu Hàn lộ ra một chút sợ hãi, nghĩ đến vừa rồi ông ta có dũng khí nói ra những lời đó hiện tại nghĩ lại vẫn còn thấy dùng mình. Nhưng mà Tông Sư thì đã làm sao, chẳng lẽ thật sự dám trở thành kẻ địch với cả bộ tộc người mèo chúng tôi sao? Vu Hàn thầm nghĩ trong lòng, liếc nhìn cánh cổng đã đóng chặt của căn biệt thự, sau đó rời đi. Trong phòng, Hoa Tiểu Nam đẩy xe lăn ra khỏi phòng, nước mắt lưng tròng vừa kéo cánh tay của bà độc vừa nghẹn ngào kêu lên, bà ơi, bà! nhìn thấy cảnh này đường tuấn đang ngồi trên ghế sofa cũng chỉ đành thở dài hỏi làm sao người của bộ tộc mèo lại có thể tìm tới đây thành phố vinh ở tỉnh khánh hòa cách lãnh thổ của bộ tộc người mèo hàng nghìn cây em vu hàn có thể đến thành phố vinh chắc chắn không phải ngẫu nhiên theo như lời vu hàn nói thì sẽ còn có những người khác của bộ tộc mèo tới thậm chí ngay cả tông sư của bộ tộc mèo cũng sẽ tới đây điều này khiến đường tuấn không thể không đề phòng bà độc an ủi hoa tiểu nam vài câu kéo cô cùng ngồi xuống cười khổ nói, một khi cổ nữ của bộ tộc người mèo chào đời, trong cơ thể sẽ được hạ một loại cổ trùng. Cổ trùng không có độc, chỉ là ngăn cản cổ nữ trốn thoát khỏi bộ tộc mèo hoặc là bị người khác bắt đi. Loại cổ trùng này có một đực một cái, trong tộc giữ một con đực, thông qua cổ trùng trong tộc có thể tìm ra vị trí gần đúng của tôi. Đường Tuấn khẽ gật đầu, kỹ thuật luyện cổ của người mèo không hổ là đã được truyền thừa hàng ngàn năm nay, quả thực nó có điểm kỳ diệu riêng biệt thủ đoạn theo dõi này thậm chí đến tông sư cảnh giới chân khí cũng không sánh nổi. Vậy còn tiểu nam thì sao? Trong người cô ấy cũng gieo loại cổ trùng này. Đường Tuấn Thuận miệng hỏi. Sắc mặt của bà độc hơi thay đổi, sau đó lắc đầu nói, không, tiểu nam có thân phận đặc biệt cho nên không cần hạ cổ trùng. Đường Tuấn không hỏi nữa chỉ ngồi ở chỗ đó, đôi mắt nhắm lại như thể đang chìm trong suy nghĩ mông lung. Cậu không muốn biết thân phận của tiểu nam sao? Bà độc không nhịn được bèn hỏi. Đường Tuấn mở mắt ra nói, tôi chỉ đồng ý với bà là sẽ chữa khỏi bệnh cho Tiểu Nam chứ không muốn dính dáng gì đến chuyện ân oán bên trong bộ tộc người mèo của bà. Bà độc nói, nhưng cậu đã xen vào rồi, lúc nãy cậu đã đánh Vu Hàn bị thương. Khi anh ta trở về bộ tộc mèo nhất định sẽ nói với các trưởng lão và thiếu chủ trong tộc, đến lúc đó cậu cũng không thể thoát khỏi liên quan. Đường Tuấn cười nhẹ, vậy thì đến lúc đó tôi có thể chạy, bà nên biết rằng nếu tôi đã muốn đi thì gần như không ai có thể ngăn cản được tôi. Đường Tuấn không còn là đứa trẻ nhà họ Đường chỉ biết nghiên cứu y của mấy tháng trước, đương nhiên là có thể nhìn ra ý của bà độc là muốn anh trở thành bùa hộ mệnh của bà ta và Hoa Tiểu Nam. Hiện nay anh còn chưa thể xử lý được Đường Quang Hòa, nếu không cần thiết thì thật sự anh cũng không muốn trở thành kẻ thù của bộ tộc mèo, dù gì so với nhà họ Đường thì bộ tộc mèo mạnh hơn rất nhiều lần. Bà độc có chút tức giận nói, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn Tiểu Nam bị bọn họ bắt trở về bộ tộc mèo sao? cậu có biết nếu cổ nữ trốn khỏi bộ tộc mèo bị bắt trở lại thì hậu quả sẽ như thế nào không? Cô ấy sẽ bị ném vào vạn trùng động để nuôi dưỡng cổ trùng, hàng trăm hàng ngàn con cổ trùng sẽ ăn sạch máu thịt người sau đó đến xương tủy và não. Chịu sự dày vò đau đớn này đến tận 7 ngày sau mới chết, bà già này chết đi thì không sao, nhưng tiểu nam không đáng phải chịu đựng loại đau đớn này. Sắc mặt đường Tuấn hơi thay đổi, không ngờ rằng bộ tộc người mèo lại đối xử tàn nhẫn với người của tộc mình như vậy. Sự đau đớn do bị hàng ngàn con trùng cổ cắn chắc chắn còn đau gấp 10 lần châm cứu. Anh nhìn Hoa Tiểu Nam sắc mặt tái nhợt, lại thấy mềm lòng nói, thiếu chủ mà Vu Hàn nói đến là ai? Là chủ nhân của bộ tộc người mèo sao? Bà độc dường như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt bỗng nhiên giận dữ, tên đó là cái thứ chó má chứ thiếu chủ cái gì. Bà ta nhìn Hoa Tiểu Nam rồi nói, cha mẹ của Tiểu Nam mới là chủ nhân của bộ tộc mèo. Năm đó cả hai đều ra ngoài, nhưng một đi không bao giờ trở lại. Mấy lão già trong tộc nhất quyết cho rằng bọn họ đã bị hạ độc chết rồi, lúc đó Tiểu Nam vẫn còn nhỏ vì vậy sau một trận tranh đoạt, mấy lão già đó đã bổ nhiệm lại một tộc trưởng. Thiếu chủ mà Vu Hàn nhắc đến chính là con trai của tộc trưởng hiện tại. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 261, hóa ra là vậy. Chất độc trên người của Tiểu Nam là do bị người khác hạ độc. Lúc đó, tên thiếu chủ đó đã bỏ ra rất nhiều công sức, hồi đó Tiểu Nam coi anh ta như anh trai ruột. Ai ngờ rằng anh lại ra tay hạ độc với Tiểu Nam. Những lão già kia ngay cả một đứa bé gái chưa đến 10 tuổi cũng không buông tha, nếu không phải tôi cùng Tiểu Nam trốn thoát khỏi bộ tộc người mèo, e rằng bây giờ đã trở thành một đống xương trắng trong vạn trùng động rồi. Hoa Tiểu Nam cắn chặt môi, dường như cũng đang nhớ đến chuyện năm đó. Nghe vậy, Đường Tuấn không khỏi liếc nhìn Hoa Tiểu Nam một cái, nói, "Không phải hai người có loại sâu cổ trùng có thể bị theo dõi sao?" bà độc buồn bực nói tộc trưởng thì không cần phải hạ loại cổ như vậy hóa ra là vậy đương tuấn nói hoàn cảnh của hoa tiểu nam cũng có phần giống anh đều là những người đã có người nhà một đi không trở lại tôi đã nói hết những gì có thể nói rồi đường tông sư ý cậu thế nào bà độc cẩn thận lên tiếng đương tuấn thở dài và nói bà và tiểu nam cứ sống ở biệt thự green garden này đi nếu như người của bộ tộc mèo thực sự tới đây thì tôi sẽ ra tay tuy nhiên có thể tôi sẽ không có nhiều thời gian để ở lại đây. Gương mặt của bà độc bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, nói cảm ơn đường tông sư, cậu cứ yên tâm, lần này vu hàn đến đây không thuận lợi, dựa vào tính cách của anh ta thì anh ta không dám trở lại bộ tộc mèo sớm như vậy. Tôi đoán rằng ít nhất trong hai tháng này chắc sẽ không có thêm người người nào từ bộ tộc mèo đến nữa. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Lúc này, tại trụ sở của tập đoàn Thịnh Thiên, trong văn phòng làm việc Trần Bá Phước, Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai đang bàn về việc tham gia cuộc thi đấu lần này, bởi vì bọn họ đã hỏi về chuyện của Đường Tuấn, cho nên Trần Bá Phước không hề che giấu việc Đường Tuấn đã đạt đến tông sư cảnh giới chân khí. Khi đang nói đến chuyện Đường Tuấn đã đánh bại Đinh Mạnh Phúc mới đột phá đạt đến thực lực của tông sư, Lý Quang Huy đứng bật dậy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói, ông không nhìn nhầm đấy chứ? Trần Bá Phước lắc đầu nói, chính xác tuyệt đối, lúc đó không chỉ có mình tôi có mặt ở đó, Âu Dương Hồng Phượng diệp thiên vũ và hoàng tường đều ở đó bọn họ cũng sẽ không nhìn nhầm đâu cơ thể của lý quang huy khẽ run lên nói cậu ta vậy mà lại là võ đạo tông sư thảo nào chẳng trách lão bạch lại đột nhiên thay đổi thái độ hóa ra là như vậy thật nực cười là tôi còn cho rằng cậu ta không biết tự lượng sức mình ngược lại với sự kinh ngạc của lý quang huy thì lý ngọc mai cảm thấy ổn hơn rất nhiều cô hơi cau mày nói cha cho dù đường tuấn là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí thì đã làm sao bây giờ thứ được đem ra so sánh không phải là sức mạnh cá nhân mà là sức mạnh về tài chính và quyền lực dựa vào một mình anh ta thì có thể làm gì được nhà họ lý chúng ta hơn nữa nhà họ lý chúng ta đối với anh ta cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ lúc anh ta xa suốt cũng là nhờ cha đã cho anh ta một công việc trần bá phước chỉ biết âm thầm lắc đầu khi nghe điều này lý ngọc mai quá yêu tú nên tự cao tự đại đến mức không thèm để người khác vào trong mắt với võ công của đường tuấn nếu thực sự muốn ám sát nhà họ Lý thì cho dù là cả cái thành phố Vinh này cũng không có ai có thể ngăn cản được anh. Không phải là một người luyện võ, căn bản không thể biết được thực lực của tông sư cảnh giới chân khí mạnh đến mức nào. Những khẩu súng bình thường, trừ khi được bắn ở cự ly siêu gần, nếu không đã là tông sư thì đều có thể tránh được. Lý Quang Huy nghe xong những lời này, sắc mặt đã tốt hơn một chút lên tiếng, không sai, cho dù Đường Tuấn có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì cậu ta cũng chỉ có một mình nhà họ Lý của tôi không sợ cậu ta, nhưng ông ta nhớ đến hôm đó ở đại học của thành phố Vinh đã sỉ nhục đường Tuấn. Nếu như đối phương là một người bình thường thì cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ đối phương lại là một cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Ngay cả nhà họ Âu Dương, Diệp Thiên Vũ và Hoàng Tường cũng có ý muốn kết bạn với Đường Tuấn, điều này đã đủ để Lý Quang Huy xem trọng. Phải biết rằng tiềm lực tài chính của ba công ty này gần như còn lớn hơn cả nhà họ Lý của ông ta, nếu Đường Tuấn có dã tâm muốn làm khó nhà họ Lý vậy thì sợ rằng tình hình kinh doanh sau này của nhà họ Lý sẽ bị đảo lộn. Nghĩ đến những điều này, Lý Quang Huy thở dài, hữu khí vô lực nói, Ngọc Mai, một lát nữa gọi điện thoại cho Đường Tuấn, cứ nói buổi tối con và cha tới thăm cậu ta, muốn cùng cậu ta bàn bạc một số chuyện. chương 262 sợ rằng đến lúc sẽ bị phản tác dụng. Cha, Lý Ngọc Mai không hiểu, chẳng lẽ cha cô muốn thỏa hiệp với tên Đường Tuấn tự cao tự đại kia sao? Lý Quang Huy cười khổ nói, đúng là cha đã sai rồi, nếu như ngay từ đầu cha nghiêm túc đối với cậu ta, có lẽ hiện tại nhà họ Lý chúng ta sẽ có một vị tông sư cảnh giới chân khí, lúc mà chúng ta có vô số cơ hội để cứu vãn nhưng đều đã bị bỏ lỡ rồi. Hiện nay cậu ta là một tông sư võ đạo, về tình về lý thì nhà họ lý chúng ta cũng nên thừa nhận lỗi lầm của mình. Cha, dựa vào cái gì? Không phải là anh ta cũng chỉ là một tông sư võ đạo thôi sao, cũng có cái gì tài giỏi hơn người đâu lý ngọc mai tức giận nói tông sư võ đạo ha ha lý quang huy nói thật sự là không có gì tài giỏi nhưng với một người có võ thuật cao như vậy nhà họ lý chúng ta dù không thắng được nhưng cũng không thể làm mất lòng ông ta xua tay ngăn cản con gái mình nói tiếp con không cần nói nữa cha đã quyết định rồi vâng lý ngọc mai bất lực nói trần bá phước nói đại ca đường tuấn là võ đạo tông sư kiểu tính cách kiêu ngạo này nếu thu vào tay mình sợ rằng đến lúc sẽ bị phản tác dụng lý quang huy gật đầu biểu thị đã biết tuy ông ta chưa từng luyện võ nhưng cũng đã từng nghe qua tông sư võ đạo người có thể đứng đầu trong mọi lĩnh vực đều đáng được trân trọng ít nhất bây giờ trong lòng lý quang huy đường tuấn cũng đã có một vị trí quan trọng đúng rồi ngọc mai không phải vương tấn lợi đã nhờ con tìm giúp vị thần y để chữa bệnh cho mẹ cậu ta sao đã tìm được chưa lý quang huy đột nhiên hỏi đến Lý Ngọc Mai lắc đầu nói, tất cả những bác sĩ giỏi của thành phố Vinh Con đều đã hỏi thăm qua rồi, nhưng không tìm được ai trong số họ. Con đã hỏi giáo sư Thẩm Dũng nhưng giáo sư Thẩm cũng không biết. Lý Quang Huy nói, nếu đã như vậy, thế thì hãy cứ tìm đi, nếu có thể nhân cơ hội lần này liên minh với nhà họ Vương, vậy thì nhà họ Lý của chúng ta sẽ có cơ hội vươn lên được. Diệp Nam Nhật có đơn thuốc, chúng ta có nhà họ Vương làm hậu thuẫn, ít nhất nếu có thua cũng sẽ không thua quá thảm cha nhớ rằng Đường Tuấn và giáo sư Thẩm Dũng có mối quan hệ khá tốt, không biết cậu ta có biết vị thần y kia không? Nhắc mới nhớ, nhà họ Lý chúng ta vẫn nợ vị thần y đó một ân huệ. Lý Ngọc Mai khịt mũi, bất mãn cha, cha đi hỏi anh ta còn không bằng đi hỏi những người ăn xin trên đường. Trần Bá Phước nghe hồi lâu, lúc này mới nhíu mày nói, tôi nhớ y thuật của Đường Tuấn hình như có vẻ cũng rất tốt. Ông ta nhớ tới chuyện tên đạo sĩ điên bị Đường Tuấn dùng kim châm phong ấn, lý ngọc mai càng thêm khinh thường nói y thuật của anh ta quả thực cũng không tồi nhưng dù sao cũng không đặt lên được mặt bàn làm sao có thể so sánh với vị thần y đó được cô chỉ biết chế nhạo đường tuấn mà quên mất rằng đến y thuật của vương tấn lợi cũng không bằng đường tuấn nếu y thuật của đường tuấn còn không lên được mặt bàn vậy chẳng phải y thuật trăm năm truyền thừa của nhà họ vương cũng không thể lên được mặt bàn hay sao trần bá phước nghe xong liền ngừng nói Ông ta biết rằng cháu gái mình có một chút khúc mắc với Đường Tuấn, nhưng ông chỉ hy vọng rằng sẽ không xảy ra phiền phức gì khi họ gặp nhau. Khi Đường Tuấn nhận được cuộc gọi của Lý Ngọc Mai, anh đang tập luyện trên sân thượng của biệt thự số 1 ở Green Garden. Cùng với việc chữa trị cho thẩm ngọc nhu hàn khí trong người anh cũng tích tụ lại ngày càng nhiều, nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây ra ảnh hưởng cho cơ thể. Anh đang ở đâu vậy? Giọng nói cao ngạo và lạnh lùng của Lý Ngọc Mai vang lên ở đầu dây bên kia. Chẳng một lời chào hỏi đã hỏi thẳng anh. Biệt thự ở Green Garden, Đường Tuấn nhàn nhạt nói. Bên kia điện thoại, giọng nói của Lý Ngọc Mai rõ ràng ngừng lại một chút, sau đó cô nói tiếp, "Buổi tối tôi và cha tôi sẽ đến tìm anh, anh đừng có đi lung tung, cứ thế nhé." Sau đó nói xong mặc kệ Đường Tuấn có đồng ý hay không cô cứ thế mà cúp điện thoại. Chương 263 Quả là kỳ tài võ thuật. Đường Tuấn cầm chiếc điện thoại phát ra tiếng bíp bíp trên mặt không có biểu hiện khó chịu chỉ lẳng lặng đặt điện thoại sang một bên. Trải qua hai trận đấu với các tông sư, giữa sự sống và cái chết, tinh thần của anh cũng được tôi luyện hơn, nội tâm tĩnh lặng, những chuyện từ bên ngoài khó có thể ảnh hưởng đến anh. Ha ha, nhà họ Lý, Đường Tuấn nhẹ lắc đầu, sau đó tiếp tục luyện tập. Nhà họ Lý bây giờ không hề có chút uy hiếp nào đối với anh, chưa kể đến thực lực của anh chỉ cần dựa vào thân phận tông sư cảnh giới chân khí thôi đã có không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý vì anh mà cống hiến hết sức lực tiêu diệt nhà họ Lý cảnh giới chân khí không chỉ đại diện cho võ lực, mà còn kết nối một loạt quan hệ nhân mạch đằng sau nó. Nhưng nhà họ Lý lại không biết. Sau khi đường Tuấn ăn tối xong, anh trở lại sân thượng và tiếp tục luyện tập. Sân thượng rộng rãi, bên ngoài là màn đêm đen và ánh đèn của thành phố xa xăm như những vì sao lấm tấm giữa bầu trời. Đường Tuấn vươn nắm đấm lần lượt thi triển ba môn võ công là hình ý quyền, bát cực quyền, bát quái trưởng, càng đánh đường Tuấn càng trở nên sung mãn, hai mắt sáng hơn nhưng không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn anh đã từng tỉ thí bát cực quyền với quách thịnh minh hình ý quyền cùng văn sơn và bát quái trưởng cùng đinh mạnh phúc mặc dù mới luyện tập chưa lâu nhưng lại không hề thua kém bất kỳ ai trong ba người họ thậm chí còn mạnh hơn sinh ra trong gia tộc danh y nhà họ đường võ đạo còn chưa đủ nhưng hiện tại anh đang cố lấp đầy chỗ thiếu này với tốc độ kinh hoàng bà độc và hoa tiểu nam đứng trong nhà nhìn đường nhiêu bên ngoài qua khung cửa sổ kiểu pháp quả là kỳ tài võ thuật, nhìn thấy Đường Tuấn vừa đánh quyền vừa ra trưởng, bà độc há miệng sửng sốt, bà ta hiểu rõ xuất thân của Đường Tuấn hơn bất cứ ai. Thực lực của Đường Tuấn bây giờ so với lần đầu tiên đấu với bà ta ở ký túc xá đại học ở thành phố Vinh thật đúng là một trời một vực. Tận mắt chứng kiến sự tiến bộ của Đường Tuấn bà ta chỉ có thể xếp anh vào hàng, kỳ tài võ thuật, bà không thể hiểu tại sao một đứa trẻ xuất thân từ gia đình y thuật lại có tài võ nghệ cao cường đến vậy. Bà Độc không khỏi liếc nhìn Hoa Tiểu Nam đang ngồi trên xe lăn ở bên cạnh, nếu Đường Tuấn ra tay giúp đỡ có lẽ thật sự sẽ khiến mấy lão già ở bộ tộc mèo có thể nếm trải được mùi vị của sự hối hận. Lúc này, Đường Tuấn đột nhiên dừng nắm đấm lại, bà Độc đang khó hiểu thì bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cảm ứng xung quanh, cậu ta đã đạt tới cảnh giới này rồi. Bà Độc hơi giật mình, người luyện võ đến trình độ nhất định đối với mọi việc xung quanh có thể rõ như lòng bàn tay thậm chí cách một bức tường cũng có thể nhìn thấu được mọi chuyện xảy ra, cũng không khác gì có con mắt thứ ba cả. Đi mở cửa thôi, có khách đến đây. Đường Tuấn chống tay, đứng trên sân thượng nhìn toàn bộ núi công xanh. Bà độc ra mở cửa. Cửa mở ra, hai cha con Lý Ngọc Mai và Lý Quang Huy bước vào. Cha tôi và tôi đã đích thân đến thăm anh đó là một vinh dự, ngay cả những quan chức cấp cao ở thành phố Vinh cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy, anh vậy mà lại để cho một bà già ra đón tiếp chúng tôi. Vẻ mặt của Lý Ngọc Mai không vui trong lòng có vẻ giận dữ. Khi nhìn thấy cô gái ngồi trên xe lăn, cô ta càng tức giận hơn, chỉ vào Đường Tuấn đang đứng trên sân thượng tức giận nói, "Đường Tuấn, anh đang làm gì vậy? Chú Trần tặng biệt thự số 1 của Green Garden cho anh, không phải để anh để nuôi dưỡng các cô gái nhỏ." Đường Tuấn không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp, "Trần Bá Phước đã tặng nhà cho rồi, tôi muốn cho ai ở là quyền tự do của tôi." từ khi nào thì đã làm phiền đến cô chủ nhà họ Lý lo lắng thay tôi vậy? Anh, Lý Ngọc Mai rất tức giận nhưng không biết nói lại như thế nào, cô ta thực sự cố ý gây rắc rối một cách vô lý. Được rồi, Ngọc Mai không được vô lễ với đường Tông Sư. Lý Quang Huy nói với Lý Ngọc Mai, nhưng ông ta cũng khinh thường cách cư xử của đường Tuấn quả thực là một kẻ chưa từng trải qua sự đời, vừa mới đạt được một chút thành tựu đã vội vã muốn hưởng thụ rồi. Lý Quang Huy, ông dám vô lễ với đường Tông Sư tử tìm chết, bà độc nhìn chằm chằm Lý Quang Huy cùng Lý Ngọc Mai, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại. Bà ta đã tấn công nhà họ Lý hai lần trước đó nên đương nhiên là nhận ra hai người trước mặt này là ai. Bà độc lạnh lùng, sức mạnh trong cơ thể có thể bùng phát bất cứ lúc nào, dù Lý Quang Huy đã trải qua nhiều sóng gió lớn ở thương trường nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu khi bị bà ta nhìn chằm chằm, mà khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai thì tái mét, cô vô thức lùi lại vài bước. Chương 264 tôi thực sự quen biết bọn họ. Hai người đi xuống trước đi, để tôi nói chuyện với bọn họ." Đường Tuấn nói với hai bà cháu bà Độc. Bà Độc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bà ta đẩy Hoa Tiểu Nam rời đi. Khi đi ngang qua Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai, bà ta chậm rãi lạnh giọng nói, "Nếu như còn dám bất kính với Đường tông sư thì tôi sẽ không quan tâm đến họ của các người là gì." Lý Ngọc Mai sững sờ đứng yên ở đó không dám nói gì nữa. Đợi khi bà Độc rời khỏi sân thượng, Lý Ngọc Mai có chút thẹn quá hóa giận mà lẩm bẩm, anh ta cũng xứng được gọi là tông sư. Cẩn thận lời nói, Lý Quang Huy vội vàng kéo con gái lại. Đường Tuấn quay người lại đối mặt với Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai nói, hai người đến đây làm gì? Lý Ngọc Mai lạnh lùng nói, không phải anh được gọi là tông sư sao? Năng lực lớn như vậy chẳng lẽ đến việc chúng tôi đến đây làm gì cũng không biết? Đường Tuấn không quan tâm, trong mắt anh Lý Ngọc Mai chỉ là một cô gái giàu có được nuông chiều. Sống trong nhung lụa từ nhỏ còn chưa từng trải qua khó khăn. Anh cười nhẹ, "Tông sư cũng chỉ là một cách gọi trong giới võ đạo mà thôi, không phải là vạn năng, nhưng mà tôi đại khái có thể đoán được lý do hai người đến đây." "Ồ, vậy Đường Tông sư thử nói ra xem." Cô cố ý nhấn mạnh ba chữ, "Đường Tông sư", giọng điệu có chút mỉa mai và khinh thường. Tuy rằng cô đã từng nghe nói những người luyện võ rất lợi hại nhưng đối với tông sư cảnh giới chân khí cũng không có khái niệm cụ thể sâu trong lòng cô cũng chỉ coi đường tuấn là một kẻ liều lĩnh có võ công cao hơn người thường một chút mà thôi nhìn thấy con gái mình như vậy lý quang huy không khỏi lộ ra vẻ tự hào ông không có con trai tương lai tập đoàn thịnh thiên chắc chắn sẽ do lý ngọc mai tiếp quản đối mặt với một vị tông sư thì cần phải có loại thần thái không tự ti không kiêu ngạo này về phần đường tuấn thực lực của một người làm sao có thể so với bước tiến thương mại của tập đoàn thịnh thiên đường tuấn dường như không để ý lắm thay vào đó anh ngồi tại chỗ bình tĩnh nói hai người muốn tạo quan hệ với tôi câu này nói ra tuy nghe rất kỳ quái nhưng lại bộc lộ sự tự tin mạnh mẽ của người nói phi lý quá nực cười lý ngọc mai chế nhạo đường tuấn anh có tư cách gì để nhà họ lý chúng tôi cần phải tạo quan hệ mặc dù cô và cha cô là lý quang huy đến tìm đường tuấn chuyến này quả thực là vì muốn tạo quan hệ tốt nhưng đường tuấn trực tiếp nói ra như vậy khiến cho cô cảm thấy thực sự rất mất mặt có cảm giác như giá trị của mình bị giảm sút trước mặt của Đường Tuấn, thế thì làm sao cô có thể thừa nhận cho được. Ồ, thì ra như thế, vậy hai người đến tìm tôi làm gì? Đường Tuấn lướt ngón tay trên nền gạch nhẵn bóng của sân thượng. Lý Quang Huy ngăn Lý Ngọc Mai lại không để cho cô lên tiếng nữa và nói, Đường Tuấn, lần này đến tìm cậu chủ yếu là vì muốn xin lỗi cho sự thất lễ của nhà họ Lý chúng tôi đối với cậu trước đây và tôi cũng hy vọng cậu đừng để chuyện cũ trong lòng. Đường Tuấn xua tay nói, không sao đâu, ngoài chuyện này ra chắc vẫn còn chuyện khác nữa. Lý Quang Huy im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, nghe nói nhà họ Âu Dương, Diệp Thiên Vũ và Hoàng Tường rất kính trọng cậu, cho nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi giới thiệu một chút. Nếu tập đoàn Thịnh Thiên muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì chỉ dựa vào nhà họ Vương thôi là không đủ. Nếu có thể sử dụng tài nguyên của Đường Tuấn thì chắc chắn Lý Quang Huy sẽ mở rộng quy mô của công ty tăng gấp 2 đến 5 lần trong vòng 3 năm, đây mới là mục đích thực sự của chuyến đến thăm hỏi Đường Tuấn ngày hôm nay. Đường Tuấn khẽ nhướng mày nói, tôi thực sự quen biết bọn họ, nhưng tại sao tôi phải giúp chú? Chương 265, trừ khi cái gì? Đôi mắt của Lý Quang Huy hơi nheo lại, giống như một con cáo già, chỉ cần cậu có thể tạo điều kiện hợp tác giữa tập đoàn Thịnh Thiên của tôi với ba nhà bọn họ, tôi có thể cho cậu 8% cổ phần của tập đoàn Thịnh Thiên. 8% cổ phần của tập đoàn Thịnh Thiên. Với tài sản hiện tại của tập đoàn Thịnh Thiên, giá trị của 8% cổ phần đã vượt qua số tiền 350 tỷ Việt Nam đồng. Nếu là những người bình thường thì e rằng đã đồng ý không cần do dự gì cả. Ngay cả Lý Ngọc Mai cũng ngây người ra một lúc, cô còn không biết kế hoạch của Lý Quang Huy, lúc này không nhịn được mà thốt lên nói cha, làm sao cha có thể chia cho anh ta 8% cổ phần được? Anh ta chẳng làm bất cứ điều gì, dựa vào đâu mà phải chia cổ phần cho anh ta? là con gái duy nhất của Lý Quang Huy, số cổ phần mà Lý Ngọc Mai sở hữu còn chưa đến 5% cổ phần. Đường Tuấn, cậu thấy thế nào? Đôi mắt của Lý Quang Huy lóe lên sự khôn ngoan như thể ông ta đang nắm quyền kiểm soát tất cả mọi thứ. 8% cổ phần nghe thì có vẻ là rất lớn, nhưng nhìn vẻ ngoài ngốc nghếch của Đường Tuấn thì Lý Quang Huy tin rằng ông có thể khiến 8% cổ phần đó trở thành vô giá trị bất cứ lúc nào. Đường Tuấn lắc đầu và nói, 8% cổ phần, ha ha Lý Quang Huy Chú quá đề cao bản thân và tập đoàn Thịnh Thiên của mình rồi. Chỉ cần thân phận tông sư của anh truyền ra ngoài, thì sẽ có đến cả 500 công ty hàng đầu thế giới sẵn sàng bỏ ra cổ phần để gặp anh. Thật buồn cười là Lý Quang Huy lại không thể nhìn rõ sự thật này. Đường Tuấn, anh đừng có quá đáng quá." Lý Ngọc Mai nhíu mày, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự tức giận, cực kỳ không vừa lòng. Theo cô thấy, Đường Tuấn đã quá coi trọng bản thân mình rồi, cái gì mà tông sư chứ? nói khó nghe một chút cũng chỉ hơn vệ sĩ ở cổng tập đoàn Thịnh Thiên mà thôi. Cũng không có gì quá đáng, Đường Tuấn lắc đầu cười rồi nói, cho dù lúc này chú giao cho tôi toàn bộ tập đoàn Thịnh Thiên thì chưa chắc tôi đã cần, huống chi chỉ là 8% cổ phần. Cậu, Lý Quang Huy nhất thời không nói nên lời, không ngờ Đường Tuấn lại kiêu ngạo như vậy. Đồ kiêu ngạo, Lý Ngọc Mai thậm chí còn bắt đầu chửi bới, anh cho rằng nếu tập đoàn Thịnh Thiên không có anh thì sẽ không thể phát triển được sao? người khác gọi anh một tiếng tông sư thì anh thật sự nghĩ rằng bản thân mình được coi trọng, thật là nực cười. Đường Tuấn nói, ha ha, quả thật là nếu không có tôi thì tập đoàn Thịnh Thiên vẫn phát triển được. Anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lý Quang Huy nói, chỉ là nhà họ Lý có thể chờ đợi được không thôi. Tập đoàn Nam Nhật có hai phương thuốc trong tay phát triển vững mạnh là điều tất yếu, hơn nữa bối cảnh của nhà họ Tề, nhà họ Lý còn lâu mới sánh bằng, cho dù có một nhà họ Vương làm chỗ dựa cũng chẳng có cách nào đuổi kịp nhà họ Tề, trừ khi lúc này đường tuấn đột nhiên dừng lại trừ khi cái gì lý ngọc mai cười nhạt đường tuấn nói tiếp trừ khi cha cô gả cô ra ngoài nhưng như vậy thì tập đoàn thịnh thiên sẽ không còn là của nhà họ lý nữa lý ngọc mai muốn phản bác lại đường tuấn nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cha mình trong lòng cô lại có dự cảm xấu hình như mọi chuyện đều đã bị đường tuấn nói chúng rồi lý quang huy nắm chặt nắm đấm trong vô thức ông vẫn là đánh giá thấp đường tuấn rồi Thật không ngờ là anh lại có thể phân tích được tình hình hiện tại của nhà họ Lý chỉ trong mấy câu như vậy, đầu óc và mắt nhìn này chắc chắn không phải của người thường. Thậm chí dường như Lý Quang Huy còn có ảo giác, giống như người trước mặt này không phải là Đường Tuấn, mà là một con cáo giả trải qua thăng trầm trong thương trường nhiều năm. Bây giờ cô còn cho rằng 8% cổ phần rất có giá trị sao? Đường Tuấn nhìn Lý Ngọc Mai hài hước nói. Lý Ngọc Mai im lặng. Lý Quang Huy đột nhiên lên tiếng, ha ha. 8% cổ phần là của cải mà người bình thường cả đời cũng không nghĩ tới, nếu chỉ dựa vào một vài lời nói của cậu mà muốn nhiều hơn nữa thật sự là không để lý Quang Huy tôi vào trong mắt rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 266, đây là tuyết. Đáng tiếc tôi không phải người bình thường. Đường Tuấn đứng lên, thân hình thẳng tắp, khí thế đột nhiên thay đổi, tựa như núi cao không thể lay động trước bão tố nói, hai người đi đi. Lý Quang Huy nghiến răng nói, Đường Tuấn cậu thật sự cho rằng nhà họ Lý không có cậu thì không được sao? Tôi nghe Trần Bá Phước nói qua mấy ngày ba nhà bọn họ đến thành phố Vinh tìm cậu tiến hành đàm phán, đến lúc đó đích thân tôi đi gặp mặt bọn họ, tôi muốn xem nhà họ Lý AVF Đường Tuấn cậu ở trong lòng ba nhà bọn họ thì ai mới là người quan trọng. Đường Tuấn xua tay, cột hứng xoay người lại ngắm nhìn cảnh đêm dưới núi Greenhouse. Hừ, Lý Quang Huy nhìn chằm chằm hình bóng của Đường Tuấn cuối cùng chỉ có thể cùng Lý Ngọc Mai rời khỏi biệt thự số 1 Green Garden đường tuấn hai tay để sau lưng ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời và ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà bên dưới thành công rồi hơi thở trên người đường tuấn đột một phát lên một dòng hàn khí lan khắp người anh thành tâm vòng tròn những cơn hàn khí đến từ trong cơ thể thẩm ngọc nhu một phần nhỏ để lại đan điền để bản thân sử dụng nhưng phần nhiều lại ở ẩn trong cơ thể anh rất có khả năng sẽ gây tổn thương đến kinh mạch của anh nhưng bây giờ lại bị anh ép ra ngoài buổi tối ở núi green garden vốn khá lạnh giữa núi có sương mù bao phủ lúc này những dòng hàn khí tỏa ra làm cho nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống mấy phần những hơi nước bay trong không khí nhanh chóng ngưng tụ thành tinh thể đường trên núi green garden lý quang huy và lý ngọc mai dạo bước xuống núi cha công ty thật sự ở trong tình trạng này rồi sao lý ngọc mai im lặng hồi lâu bỗng nhiên hỏi lý quang huy thở dài cuối cùng có chút bất lực gật đầu nói ừ Diệp Nam Nhật không biết từ đâu có được hai phương thuốc mà nhà họ Tề ở Hà Nội bên kia dường như có mối quan hệ không tệ, nếu như lại tiếp tục như vậy, nhà họ Lý rất có khả năng sẽ bị bọn họ chiếm đoạt. Mặc dù nhà họ Vương có thể lực lớn nhưng chỉ giới hạn trong ngành dược trung quy giúp đỡ nhà họ Lý ta có phần hạn chế. Lý Ngọc Mai lặng lẽ nắm chặt tay lại. Nhưng mà Đường Tuấn quả thực quá đề cao bản thân rồi, tông sư thì lại làm sao, bây giờ không phải thời đại hồi xưa dựa vào thân phận tông sư thì anh ta làm sao có thể ảnh hưởng đến đại cuộc, Lý Quang Huy lạnh lùng nói. Vào lúc này, trong rừng bỗng nhiên vang lên một tiếng đùng đùng. Những mảnh tinh thể nhỏ bé rơi xuống trên áo và làn da của hai cha con. Đây là tuyết, Lý Quang Huy ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình. Bây giờ không phải là tháng 9 sao, lúc này đang là thời điểm nóng nhất trong năm, làm sao có tuyết rơi được. Lý Ngọc Mai khó hiểu nhưng cảm giác lạnh bốt trong bàn tay lại chân thực như vậy hai người đều ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời bắt đầu rơi xuống những hoa tuyết nhỏ nhiệt độ nhanh chóng giảm cha cha xem bỗng nhiên lý ngọc mai kinh ngạc nói lý quang huy nhìn theo tầm mắt của lý ngọc mai chỉ thấy tất cả những hoa tuyết đều đến từ căn biệt thự green garden mà lúc này trên sân thượng rộng lớn ở biệt thự số một green garden có thể thấy được một bóng dáng có hơi gầy như một khẩu súng đứng ở đó những cơn gió tuyết đó là từ chỗ anh thổi đến xung quanh lan ra khắp núi green garden anh giống như trở thành một vị thần điều khiển gió tuyết. Tháng 6 tuyết rơi, làm sao có thể? Trong ánh mắt Lý Ngọc Mai đầy ngỡ ngàng, dường như thế giới quan định hình trong 20 năm bị anh tàn nhẫn xé nát. Miền Nam cũng không hơn gì miền Bắc, tháng 9 là thời gian nóng nhất trong năm lúc này tuyết rơi nói ra thì không có ai tin nhưng sự thật đang ở trước mắt nhưng khiến người ta vô cùng chấn động. Thay đổi hiện tượng thiên văn, loại chuyện này lại là sự thật, hình như Lý Quang Huy nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt ông tái nhợt, trong miệng đầy sự cay đắng, không ngờ anh lại mạnh như vậy, là tôi sai rồi, nếu như vừa nãy tôi khiêm nhường một chút. Ông từng nghe Trần Bá Phước và Lão Bạch nói qua, võ thuật của võ sư mạnh đến một trình độ nhất định thì có khả năng thay đổi hiện tượng thiên văn. Ông luôn nghĩ rằng đây chỉ là truyền thuyết được người ta phóng đại lên thôi nhưng hôm nay lại thật sự thấy được, hơn nữa Đường Tuấn là người tạo ra tất thảy những thứ này, là người mà không được ông coi trọng ở mấy phút trước. Cha, cha làm sao thế? Lý Ngọc Mai ngạc nhiên đỡ lấy Lý Quang Huy. Trong ánh mắt Lý Quang Huy đầy sự tiếc nuối, nói đây chính là sức mạnh của Tông Sư sao. Khó trách lão bạch lại phục tùng anh Trần Bá Phước cúi đầu trước anh. chương 267 là người giả mạo đại sư nội công. Cuối cùng Lý Ngọc Mai cũng hiểu được, vừa đỡ Lý Quang Huy vừa nghiến răng nói cha, sức mạnh của Đường Tuấn lại có thể mạnh như thế nào. Một người mà có thể so sánh được với một tập đoàn công ty lớn sao. Lý Quang Huy lại lắc đầu, sự tự tin mạnh mẽ từ trước giờ bắt đầu lung lay. Ngay cả hiện tượng Thiên Văn cũng có thể thay đổi loại người này có cái gì mà làm không được. Nếu đã không có khả năng cùng với Đường Tuấn rồi thì thì chỉ có thể tìm cách khác. Ngọc Mai, khoảng thời gian này mau chóng tìm ra vị bác sĩ đã chữa khỏi căn bệnh lạ của mẹ con, nếu như có anh ta giúp đỡ thì nói không chừng nhà họ Lý có thể trở lại. Lý Quang Huy vẻ mặt lạnh lùng nói lý ngọc mai gật đầu nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về bóng dáng ở trên sân thượng cảm xúc khó nói ở trong lòng loại bỏ hết hàn khí trong cơ thể ra đường tuấn cảm thấy thân thể thoải mái hẳn đi bên trong tầm nhìn của anh những dòng chân khí ở đan điền đã tinh khiết hơn nhưng không có tổn thương đến anh những dòng hàn khí này khác với dòng khí mà anh vừa mới thải ra nó đã có thể được anh thay đổi để sử dụng tăng cường sức mạnh chân khí nhà họ lý có hơi đánh giá quá cao bản thân rồi dựa vào 8% cổ phần mà đã muốn kéo anh lên thuyền của bọn họ. Đường Tuấn, nếu cần tôi có thể dứt khoát liều chết với bọn họ, đảm bảo thần không biết quỷ không hay. Bà Độc đứng bên cạnh đường Tuấn vẻ mặt nham hiểm nói. Đường Tuấn lắc đầu nói, nhà họ Lý không đáng để lo lắng. Thật ra với võ công của cậu bây giờ thì cho dù quay lại nhà họ đường, đường Quang Hòa cũng sẽ nhường lại địa vị cho cậu, cậu hà tất gì ở một cái nơi nhỏ bé thành phố Vinh này. Bà Độc khó hiểu nói, Đường Tuấn nhìn lên bầu trời, nói chuyện này không đơn giản như vậy, chuyện nhà họ đường gặp phải nạn lớn sợ là còn có ẩn tình khác trong đó. Anh nhớ lại ngày trốn khỏi nhà họ đường, đường Quang Hòa phái một nhóm người truy sát anh. Vốn dĩ anh còn cho rằng chỉ là một vệ sĩ bản lĩnh cao cường nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì trong đó có không ít cao thủ nội công, nếu không phải lúc đó anh vô tình thăng lên cảnh giới chân khí thì e là đã chết từ lâu rồi. Ông nội, ông rốt cuộc đã giấu cháu chuyện gì? Bầu trời im lặng, không ai trả lời câu hỏi của Đường Tuấn. Ngày thứ hai, Ninh Đình Trung đến biệt thự số 1 Green Garden tìm Đường Tuấn. Chỉ chưa đầy một tuần, Ninh Đình Trung đã biến thành bộ dạng như này. Anh cao hơn 1m7, mặc một bộ đồ thoải mái, mặc dù vóc dáng không tính mạnh mẽ nhưng cũng khá xứng với bộ quần áo này. Trước đây anh ta bị béo phì nên lúc đi đường thì cả người anh đều lắc lư, rất dễ khiến người khác chú ý. Đường Tuấn, anh thật lợi hại. Ninh Đình Trung mặt đầy cảm kích nói. Chứng bệnh béo phì của anh đã có tiền sử hơn 10 năm rồi, xem qua không biết bao nhiêu thuốc Tây thuốc Bắc tất cả đều không có tác dụng. Thế mà Đường Tuấn chỉ tiêm cho anh một mũi cộng thêm vài đơn thuốc thì đã có hiệu quả đáng kinh ngạc như vậy, làm sao Trung Mập không kinh ngạc cho được. Đường Tuấn khẽ cười không có chút nào đắc ý, bản thân là cảnh khí của y học cổ truyền, nếu ngay cả chứng bệnh béo phì nhỏ bé này cũng không trị được thì quả thực có chút vô dụng. Sau này không thể gọi anh là Trung Mập rồi. Đường Tuấn cười nói, Ninh Đình Trung cười tủm tỉm, nói, "Đường Tuấn anh thích gọi như nào thì gọi như thế đó. Anh đã trị khỏi bệnh cho tôi mà, anh chính là cha mẹ tái sinh của tôi." Đường Tuấn nói, "Đừng, đừng, tôi nhận không nổi." Hai người cười nói một lúc, sắc mặt của Ninh Đình Trung mới nghiêm túc lên, nói, "Đường Tuấn, lần này tôi đến tìm anh chủ yếu là muốn nói với anh một số chuyện." Đường Tuấn gật đầu, biểu thị Ninh Đình Trung tiếp tục nói. Anh có còn nhớ hứa tường anh không?" Ninh Đình Trung hỏi. Đường Tuấn nói, là người giả mạo đại sư nội công. Ngày hôm đó tại học viện y học cổ truyền hứa tường anh gian lận bị Đường Tuấn vạch trần tại chỗ, ân oán của hai người đã kết ở đó. Chương 268, tôi sẽ sắp xếp." Ninh Đình Trung gật đầu nói, hai ngày này, anh ta cùng với một vị sư huynh của anh ta sẽ ở thành phố Vinh mở một cuộc hội thảo về dưỡng sinh, rất nhiều người quyền quý ở thành phố Vinh đều chuẩn bị đi ngay cả cha của tôi cũng tìm quan hệ để mua một vé. Sư huynh, đường tuấn trao mày, trước đây anh chưa từng nghe qua hứa tưởng anh còn có một người sư huynh. Ninh Đình Trung nói, mấy ngày trước tôi có đến đấy, nghe nói anh ta vừa đến đã chữa khỏi bệnh cho cô chủ nhà họ tề, buổi hội thảo dưỡng sinh lần này là do nhà họ tề chủ trì. Hóa ra là như vậy nhưng mà không có liên quan gì đến tôi. Đường Tuấn nói. Ninh Đình, Đình Trung nói, đây quả thực không có liên quan đến anh nhưng cái vị sư huynh kia của hứa tưởng anh nghe tin anh ở y thuật đánh bại được Vương Tấn Lợi nên trêu đùa với hứa tưởng anh, nói muốn cùng anh đọ sức y thuật. Chuyện này sớm đã truyền rộng rãi ra ngoài rồi, e rằng bây giờ tất cả người quyền quý của cả thành phố Vinh đều đã biết. Đường Tuấn nói, người sư huynh của hứa tưởng anh tên là gì? Ninh Đình, Đình Trung nghĩ một chút, trả lời, Lâm Trung Hiệp. Quỷ y Lâm Trung Hiệp, Đường Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc không sai quả thực có người gọi ông ta như vậy ninh đình trung nhìn đường tuấn nói lẽ nào anh quen ông ta đường tuấn khẽ lắc đầu nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ nghiêm túc khó hiểu quỷ y lâm trung hiệp không phải là một người thường chỉ cần học y học cổ truyền bước từng bước vào y đạo thì hầu như đều nghe qua biệt hiệu của ông ta giống với đường hạo là ông nội của anh quỷ y cũng là nhân vật hàng đầu trong giới y học cổ truyền chỉ là quan niệm về chữa trị của hai người lại khác nhau y thuật của đường hạo đường đường chính chính, phong độ có phần của người y đạo thời xưa, mà quỷ y lại tìm cách khác, y thuật kỳ quái, gần như là quỷ thần cho nên được người ta gọi là quỷ y, đặc biệt là với 13 cây kim tiêm của quỷ môn được ông ta cải tiến qua có tiếng là đến cả Diêm Vương cũng phải nhượng bộ ông. Đương nhiên là trong đó có thành phần khuếch đại lên nhưng cũng đã nói rõ trình độ y thuật cao siêu của Lâm Trung Hiệp. Nếu như thật sự là ông ta thì có chút phiền phức rồi. Đường Tuấn nghiêm túc nói ông nội anh Đường Hạo đã tổ chức so tài y đạo cùng với quỷ y, kết quả cuối cùng là hai người đều có kỹ thuật riêng, ai cũng không phục ai, còn anh chỉ là nghe qua danh của quỷ y từ ông nội của mình mà thôi, chưa gặp qua bao giờ. Bây giờ nghĩ lại, phương pháp xoa bóp của hứa tưởng anh có tên gọi, khởi tử hoàn sinh, quả thực khá giống với phong cách của quỷ y, chỉ là y thuật của hai người thì là một trên trời một dưới đất. Đường lão để anh muốn đi sao? Ninh Đình Trung thấy được nét mặt của đường Tuấn Thi đã biết được y thuật của quỷ y lâm trung hiệp chắc chắn không bình thường. Y chiến đấu đường Tuấn hừng hực lên trong mắt, anh nói tôi cũng rất muốn lĩnh hội một chút y thuật của quỷ y xem, có thật là đến cả quỷ thần cũng phải nhường bộ ông ta hay không. Với tu vi khí cảnh y đạo của anh mà muốn tiến thêm một bước đạt đến cảnh giới nhập thần thì phải mở mang kiến thức y thuật của trăm nhà, hấp thu trường phái của trăm nhà là phương thức khá nhanh. Y đạo khác với võ đạo, không phải nhắm mắt làm liều mà là cần phải không ngừng nghiên cứu đi hoàn thành tổng tất cả hợp y học cổ truyền xưa và nay ninh đình trung gật đầu nói tôi sẽ sắp xếp đúng rồi tôi còn có một chuyện muốn nói với anh trên mặt ninh đình trung lộ ra mấy phần khó xử có chút ngượng nghịu nói âu dương hồng phượng tối qua chủ động liên lạc với tôi hẹn tôi cùng đi ăn trưa ồ đường tuấn trao mày ninh đình trung vừa gặp đã yêu âu dương hồng phượng Chuyện này Đường Tuấn có biết nhưng cho dù là xuất thân hay là bối cảnh thì Âu Dương Hồng Phượng đều tốt hơn Ninh Đình Trung gấp 10 lần, sao lại một mình mời Ninh Đình Trung ăn cơm? Đừng nói là Âu Dương Hồng Phượng đột nhiên nhìn đến thân hình gầy của Ninh Đình Trung nên mới có ý, loại chuyện này căn bản là tự lừa dối người. Chương 269, yên tâm đi. Ha ha, anh cũng nên nghĩ đến. Ninh Đình Trung lộ ra nụ cười đau khổ, nói cô ta muốn vòng vèo thông qua tôi để làm quen với anh không biết đây là may mắn hay là vận xui nữa đường tuấn vỗ vai ninh đình trung nói yên tâm đi anh nên phối hợp với cô ta buổi trưa đường tuấn cùng ninh đình trung rời khỏi biệt thự số một green garden đi đến mãn giang lâu xe vừa đến gần mãn giang lâu đường tuấn đã nhìn thấy âu dương hồng phượng đứng đợi ở ngoài quán cạnh con sông cô ta không cảm thấy ngạc nhiên chút nào khi thấy đường tuấn từ trên xe xuống mà ngược lại còn mỉm cười chào anh cô mời ninh đình trung ăn cơm là có mục đích khác Đường Đại Sư, Âu Dương Hồng Phượng nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu kéo Ninh Đình Trung đang ái náy và đi lên trên quán cùng với Âu Dương Hồng Phượng. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Âu Dương Hồng Phượng đều luôn dính trên người Đường Tuấn, ngoại trừ lúc ban đầu nhìn thấy thân hình gầy của Ninh Đình Trung có hơi ngạc nhiên ra thì không có biểu cảm nào khác, giống như lần này người cô ta mời là Đường Tuấn chứ không phải là Ninh Đình Trung. Ba người lên lầu, tiếng bước chân ở hành lang vang lên thu hút ánh mắt của không ít người, ninh đình trung ngược lại càng thêm lo lắng không yên vốn dĩ anh cũng con của nhà giàu ở thành phố vinh nên không cần lo lắng đến mức như vậy nhưng có đường tuấn và âu dương hồng phượng ở đây khí chất của anh đều trở nên tầm thường không đáng kể đây là khí chất được luyện ra từ nhỏ những con cháu xuất thân từ các gia tộc lớn đã có loại khí chất này từ nhỏ người khác chỉ có thể cúi đầu thậm chí là vào lúc này ninh đình trung đã muốn xoay người rời khỏi mãn giang lâu yên tâm đi đường tuấn nói với ninh đình trung chỉ là một câu nói bình thường nhưng Ninh Đình Trung lại bỗng nhiên cảm thấy áp lực trên người giảm xuống, sự tự tin lúc đầu cũng khôi phục được mấy phần. Khi nào tôi mới có thể thản nhiên đứng ở trước mặt cô ấy như vậy? Ninh Đình Trung nhìn theo bóng lưng của Âu Dương Hồng Phượng đi đằng trước, trong lòng không ngừng hỏi bản thân. Âu Dương Hồng Phượng đã đặt ở tầng 5 của Mãn Giang Lâu. Mãn Giang Lâu có tổng cộng 5 tầng, người có thân phận càng cao thì đãi ngộ càng tốt, ở vị trí càng cao, hôm đó Đường Tuấn cùng Ninh Đình Trung đến cũng chỉ dùng bữa ở tầng 3 mà Tần Nhu và Âu Dương Hồng Phượng ở lên tầng 4. Mãn Giang Lâu vốn được trang trí theo lối sang trọng tinh tế nên tầng 5 lộng lẫy vô cùng. Một chiếc bàn lớn được bố trí trong đại sảnh trên tầng 5, mùi hương cây đàn hương thoang thoảng trong không khí. Cả chiếc bàn này được làm hoàn toàn từ gỗ cây đàn hương. Trong lòng Đường Tuấn không nói nên lời, chỉ riêng giá tiền của chiếc bàn này thôi thì sợ là đã trên 3 tỷ rưỡi không hổ danh là mãn giang lâu. Mà lúc này có một người đàn ông trung niên đang nằm trên chiếc giường mềm mại bên cạnh cái bàn gỗ đàn hương. Sắc mặt người đàn ông nhợt nhạt, biểu cảm trên khuôn mặt hiền lành giống như một xác chết vậy, mấy người đường Tuấn đi vào thì người đàn ông chỉ hơi động đẩy con ngươi. Đường Tuấn thấy tình trạng này, đồng tử hơi co lại nhưng cũng không có nhiều lời. Đường Sư Huynh, đây là cha tôi Âu Dương Duệ. Âu Dương Hồng Phượng ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông này, Nét mặt lộ ra vẻ đau khổ nói, khoảng thời gian trước đây cha tôi bị bệnh nặng nên đã thành ra bộ dạng như bây giờ. Lần này đưa ông ấy đến đây là vì nghe nói Quỷ Y Lâm Trung hiệp ở tại thành phố Vinh, tôi tham dự hội thảo dưỡng sinh để nhờ ông ta giúp cha tôi chữa bệnh. Đã khiến Đường đại sư chê cười rồi, Âu Dương Hồng Phượng không phải là một người bình thường nên đã nhanh chóng giải tỏa được tâm trạng bi thương. Đường Tuấn lắc đầu, liếc sơ qua thôi anh đã nhìn ra Âu Dương Duệ mắc bệnh gì rồi nhưng Âu Dương Hồng Phượng không có hỏi nên anh cũng không nói nhiều. Ba người ngồi xuống, Đường Tuấn ngồi ở vị trí chủ khách, đồ ăn chưa có mang lên nên ba người vừa uống trà vừa nói chuyện. chương 270 quả thực tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Đường đại ca tôi không dám giấu gì anh, Âu Dương Hồng Phượng nhìn Ninh Đình Trung, trong lòng hơi áy náy một chút nhưng mà cũng chỉ lướt qua thôi, cô nói với Đường Tuấn quả thực tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đường tuấn nhấp một ngụm nước trà ở tầng năm mãn giang lâu là được sử dụng nước từ mưa phẩm chất cực tốt nước dược vận chuyển từ nước suối ở trên núi cao mùi vị rất phong phú nói đi cô đã đến thành phố vinh để tìm trung mập thì chuyện này chắc chắn không đơn giản đường tuấn khẽ nói âu dương hồng phượng nói đường đại sư chuyện này có liên quan đến nhà họ âu dương tôi ban đầu nhà họ âu dương do cha tôi nắm quyền mặc dù bên dưới có mâu thuẫn tranh chấp nhưng cũng ở trong tầm kiểm soát Mấy tháng trước cha tôi đột nhiên bệnh nặng nên những tay sai bên dưới đã bắt đầu không chịu quản lý. Chú tôi vì chuyện này mà phải từ môn phái trở về, mặc dù chú tôi rất mạnh nhưng chung quy cũng không phải là tông sư cảnh giới chân khí nên chỉ có thể đè nặng được nhất thời, sớm hay muộn gì sẽ có ngày chịu đựng không nổi. Vậy nên tôi muốn xin Đường đại sư hãy ra mặt giúp tôi vào lúc đó. Có một vị tông sư của cảnh giới chân khí ra tay thì những người bên dưới sẽ không dám có ý gì khác đương nhiên là chỉ cần đường đại sư đồng ý giúp đỡ thì tôi có thể thay mặt nhà âu dương đáp ứng một điều kiện của anh âu dương hồng phượng nghiến răng nói đường tuấn khẽ cười thành tiếng nói ồ yêu cầu gì cũng có thể sao nếu như tôi muốn cô gả cho trung mập lời vừa mới nói ra trong phòng đột nhiên yên tĩnh xuống hơi thở của ninh đình trung nặng nề hơn mấy lần hai tay hơi nắm chặt cả người âu dương hồng phượng run lên sắc mặt lộ ra vẻ đấu tranh chỉ cần đường đại sư đồng ý tôi âu dương hồng phượng nghiến răng giống như hạ quyết tâm rất lớn đường tuấn xua tay ngăn cản âu dương hồng phượng tiếp tục nói ha ha chuyện của hai người tôi sẽ không can thiệp vào nhưng mà tôi hy vọng cô có thể cho trung mập một cơ hội anh nhìn chằm chằm ninh đình trung nói trung mập rất thích hợp với nhà âu dương cô chỉ cần cô đồng ý cái điều kiện này thì tôi không chỉ có thể ra tay giúp nhà âu dương mà còn có thể chữa khỏi bệnh cho ba cô thế nào nếu như anh thật sự muốn âu dương hồng phượng đồng ý gả cho ninh đình trung thì đó không chỉ là sự sỉ nhục đối với nhà âu dương mà còn là sự sỉ nhục đối với ninh đình trung dẫu rằng ninh đình trung không có nói gì nhưng cuối cùng đáy lòng anh sẽ lưu lại một cái gai thay vì như vậy thì không bằng để âu dương hồng phượng cho ninh đình trung một cơ hội đương nhiên nếu như hai người thực sự không hợp nhau thì tôi sẽ không ép buộc cô làm gì chuyện tôi đồng ý nhà âu dương cô thì chắc chắn sẽ giữ lời đường tuấn tiếp tục nói Ninh Đình Trung nghe đến đây, không nhịn được mà cảm kích nhìn Đường Tuấn, bởi vì kích động nên đôi mắt cũng có hơi đỏ lên. Mà Âu Dương Hồng Phượng cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn Ninh Đình Trung, cái tên này thật sự quá may mắn, có thể được Đường Đại Sư đối đãi như vậy. Nếu như Đường Tuấn thật sự muốn cô gả cho Ninh Đình Trung vì gia tộc thì cô chắc chắn sẽ đồng ý nhưng e rằng cả đời này hai người đều sẽ không trở thành vợ chồng thật sự, bằng mặt không bằng lòng là không công bằng đối với hai người. Cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó nên không nhịn được, khan giòn nói, đường, đường đại sư, vừa rồi anh nói có thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi. Đây là sự thật sao? Y thuật của đường tuấn rất bất phàm, đến cả vương tấn lợi cũng không sánh bằng anh ấy. Anh nói có thể chữa khỏi bệnh thì nhất định có thể chữa khỏi, ninh đình chung nói. Vương tấn lợi, Âu Dương Hồng Phượng trao mày nói là vị tiểu thần y của thế gia trung y nhà họ vương. Tiểu thần y? Đường Tuấn khẽ cười một tiếng nhưng vẫn gật đầu nói, tôi quả thật có so tài cùng Vương Tấn Lợi nhưng mà ông ta không có dùng toàn bộ sức lực. Âu Dương Hồng Phượng nghe vậy trong lòng không khỏi hơi thấp thỏm, nói tôi đã từng đưa cha tôi đến nhà họ Vương, ông cụ Vương đã xem qua bệnh tình cho cha tôi nhưng ông cụ Vương đã bó tay đối với bệnh của cha tôi. Mặc dù không có nói rõ nhưng ai cũng có thể nghe ra Âu Dương Hồng Phượng không có nhiều lòng tin đối với y thuật của Đường Tuấn. Cha cô mắc phải là một chứng bệnh giống với loại bệnh dần đông cứng toàn thân cứng đờ, thậm chí đến cả kinh mạch huyết mạch trong cơ thể cũng sẽ dần suy yếu đi. Nếu như tôi nhìn không sai thì khoảng nửa tháng trước cha cô còn có thể tự mình đi lại nhưng bây giờ tứ chi đã bị liệt, đến quay đầu thôi cũng không thể làm được, nếu như không chữa trị kịp thời thì chỉ sợ sẽ sống không đến một tháng nữa. Đường Tuấn gỗ ngón tay lên trên bàn, tùy ý nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 271, dẫn khí qua châm. Chứng bệnh dần đông cứng được toàn cầu công nhận là một căn bệnh nan y, đến nay không có hệ thống phương pháp điều trị bệnh này. Mà bệnh của Âu Dương Duệ còn đáng sợ hơn so với chứng bệnh dần đông cứng toàn thân nữa, cả người sẽ cứng đờ trong thời gian không tới 2 tháng. Điều này đã vượt qua phạm vi mà y học thời hiện đại có thể tiếp xúc. Sắc mắt Âu Dương Hồng Phượng lộ ra vẻ kinh ngạc, cô không dám tin vào mắt mình khàn giọng nói anh, anh làm sao biết được. Bởi vì kích động nên đến tôn sưng của đường Tuấn cô cũng quên những lời đường tuấn nói quả thực giống với bệnh tình của cha cô nếu không chắc chắn đây là đầu tiên đường tuấn gặp âu dương duệ thì e rằng cô sẽ cho rằng đường tuấn đã gặp qua nhà họ âu dương hơn nữa điều khiến cô kinh ngạc hơn là những lời nói sau đó của đường tuấn không có chút khác biệt nào với những lời nào mà ông cụ vương nói mà khi đó ông cụ vương còn phải bắt mạch mới chuẩn đoán được kết quả còn đường tuấn chỉ vừa mới vào liếc mắt một cái đã nhìn ra lẽ nào y thuật của đường tuấn lợi hại hơn ông cụ vương Y học cổ truyền chú trọng nhìn người bắt mạch, y đạo đạt đến trình độ nhất định thì chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhìn ra bệnh và căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể đối phương. Đường Tuấn khẽ nói, y đạo tiến anh đã tiến vào cảnh giới khí nên y thuật của anh đã vượt qua phạm vi hiểu biết của mọi người. Thời cổ đại có vọng khí để những đại sư phong thủy thông qua những dãy núi lớn tiến hành chờ đợi chọn lựa ra những vùng phong thủy bảo địa, mà y học cổ truyền cũng có vọng khí như vậy, chỉ một ánh mắt thôi đã biết được tình trạng cơ thể cả người. Các bệnh tật đều không có cách nào giấu được ánh mắt của y sư cảnh giới khí. Đương nhiên, biết là một chuyện có thể chữa trị được hay không lại là một chuyện khác. Y học cổ truyền thật sự lợi hại như vậy sao? Âu Dương Hồng Phượng ngây người không dám tin, cô từng thấy qua không ít y học cổ truyền nhưng giống như những lời bàn luận của Đường Tuấn thì là lần đầu nghe đến, quả thật là vô cùng kỳ diệu. Đường Tuấn gật đầu, nói y học cổ truyền quả thật rất thần kỳ, cho dù là tôi của bây giờ thì cũng chỉ học được một chút trong đó mà thôi. Như thế nào, cái yêu cầu của tôi cô đồng ý không? Đường Tuấn cười nói. Âu Dương Hồng Phượng im lặng một hồi, nói chỉ cần đường đại sư có thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi, tôi đồng ý. Cô nhìn Ninh Đình Trung, chỉ cần ba có thể tiếp tục sống thì cái gì cô cũng có thể không cần cho dù là hạnh phúc của bản thân. Thế thì khi nào đường đại sư chữa bệnh cho cha tôi? Âu Dương Hồng Phượng hỏi. Đường Tuấn xoay người, nói bây giờ luôn đi. Đường đại sư, Y thuật không phải là trò chơi, anh không cần chuẩn bị cái gì sao?" Âu Dương Hồng Phượng hoài nghi nói. Đường Tuấn lắc đầu nói, y học cổ truyền rất quen thuộc đối với tôi. Trong lúc nói chuyện, anh đã đi đến trước giường mềm mà Âu Dương Duệ đang nằm. Đoạn đối thoại của mấy người lúc nãy đi vào tai của Âu Dương Duệ, ông nghe không sót một chữ, dù đã nghe thấy nhưng lại làm không được bất kỳ phản ứng nào nhưng sự kích động trong đôi mắt thì ai cũng có thể nhìn thấy được. Đường Tuấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh từ trong túi lấy ra một bộ kim châm màu bạc tiến hành khử trùng đơn giản đồng thời hai tay anh cầm mấy cây kim châm chuyển động cổ tay phân chia các kim châm đó các kim châm rơi xuống với tốc độ rất nhanh hệt như những con bướm đang bay lượn trên những đám cỏ dẫn khí qua châm Âu Dương Hồng Phượng Thông Minh Nguyên bác nên đối với y đạo cũng có hiểu biết từ trong thủ pháp châm cứu của Đường Tuấn đã cảm nhận được khí thế không tầm thường anh rốt cuộc là người nào đã là võ đạo tông sư lại còn biết phương pháp châm cứu dẫn khí qua châm, trên thế giới này làm sao có nhân vật thiên tài như thế. Âu Dương Hồng Phượng chấn động trong lòng hơn bao giờ hết. Lúc này, cô lại bắt đầu tin tưởng rằng Đường Tuấn có khả năng chữa khỏi bệnh cho cha cô. 16 cây kim, Đường Tuấn châm 16 cây kim vào vào đại huyệt kinh mạch trên cả người Âu Dương Duệ, mỗi một châm đều dùng chân khí tác động vào mạch máu và kinh lạc đã sơ cứng trong cơ thể ông ta. A, à, sau hơn nửa tiếng, một âm thanh trầm thấp yếu ớt truyền đến từ cổ họng Âu Dương Duệ. Nghe được cái âm thanh bỗng nhiên cả người Âu Dương Hồng Phượng như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ sau đó nước mắt không tự rơi xuống như mưa. Chương 272, ông ta đến làm gì? Âm thanh hiện ra vẻ yếu ớt và vô lực nhưng đã rất lâu rồi Âu Dương Hồng Phượng không có nghe được. Đối với Âu Dương Hồng Phượng mà nói đây là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời này, những ngày sau khi Âu Dương Duệ bị bệnh, cô một thân một mình chống đỡ cả nhà Âu Dương tham gia cuộc thi quyền quyền thuật phải đối mặt với những áp lực của những người bên dưới công ty cho dù cô là một cao thủ nội công cô cũng cảm thấy không chịu nổi cha âu dương hồng phượng không nhịn được cất tiếng nói tách tách đầu ngón tay âu dương duệ cử động như muốn an ủi con gái nhưng lại không có sức lực chỉ đành vô lực rơi xuống đường tuấn rút cây kim châm ra hơi mệt mỏi đứng dậy Nét mặt của anh cũng lộ ra ý cười, nói: "Tôi đã vuốt lại mới cho các kinh mạch và mạch huyết trong cơ thể của cha cô nên bây giờ đã hầu như không có trở ngại gì lớn. Tiếp theo dựa theo đơn thuốc tôi kê để điều dưỡng cơ thể, lại qua khoảng 3 tháng là có thể hồi phục đi lại bình thường." Cũng may Âu Dương Duệ là cao thủ nội công, nếu không thì sợ là Đường Tuấn phải tốn rất nhiều thời gian để châm cứu lại mấy lần. Âu Dương Duệ dường như cố gắng dùng hết sức gật đầu, nhìn Đường Tuấn để biểu thị lòng biết ơn. Đường Tuấn nói, tôi chỉ cùng Âu Dương Tiểu Thư làm một cuộc giao dịch mà thôi. Đôi mắt Âu Dương Hồng Phượng ẩm ướt, cắn môi gật đầu nói, N, N. Huệ của đường Đại Sư, nhà Âu Dương tôi không bao giờ quên. Cô lặng lẽ nhìn Ninh Đình Trung, thậm chí bây giờ cô cảm thấy Ninh Đình Trung không có đáng ghét như vậy nữa, ít nhất thì ánh mắt chọn bạn của cái tên này cũng không tệ. Hơn nữa sau khi Ninh Đình Trung gầy đi quả thực có theo mấy phần đẹp trai, ai cũng nói sau khi mấy tên mập gầy đi thì chắc chắn đều là trai xinh gái đẹp, xem ra câu này cũng có mấy phần đạo lý. Ninh Đình Trung cảm kích nhìn Đường Tuấn, trước đây anh không có một chút cơ hội nào, bây giờ Đường Tuấn đã mang đến cho anh một cơ hội. Điều này đối với anh không khác gì đang mơ. Phải ba tháng nữa mới có thể hồi phục sao? Âu Dương Hồng Phượng hình như nhớ ra cái gì đó lẩm bẩm nói. Đám người cấp dưới nhà Âu Dương đã không an phận rồi, nếu như biết bệnh cha tôi đã khỏi chắc chắn sẽ nhân cơ hội ba tháng này ra tay, đến lúc đó chỉ dựa vào Âu Dương Mạnh thì sẽ không thể đối phó được với loại phiền phức này. Đường Tuấn nhìn ra nỗi lo lắng của Âu Dương Hồng Phượng, nói yên tâm đi. Tôi đã đồng ý rồi thì khẳng định sẽ giúp cô giải quyết tốt chuyện của nhà họ Âu Dương. Âu Dương Hồng Phượng lần nữa cảm ơn. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng bước chân vội vàng ở cửa thang máy. Một cô gái khoảng 20 tuổi toàn thân mặc bộ đồ công sở màu đen bó sát đi đến. Tuổi cô gái không lớn nhưng vóc dáng rất nhanh nhẹn, bộ đồ công sở bó sát càng tăng thêm tư thể uyển chuyển. Cô gái tên Trần Mẫn là thư ký kiêm trợ lý sinh hoạt của Âu Dương Hồng Phượng, bình thường phụ trách tất các hoạt động của Âu Dương Hồng Phượng. Đường Á đã gặp qua trước đó, ban nãy lúc mấy người nói chuyện thì Trần Mẫn đợi ở dưới lầu, chỉ là không biết tại sao lại đột nhiên chạy lên đây. Tiểu thư, hứa tưởng anh đại sư đến rồi, Trần Mẫn đỡ gọng kính đen, thở hổn hển nói. Âu Dương Hồng Phượng nghe thấy không nhịn được mà nhìn đường Tuấn, trên mặt lộ ra chút xấu hổ. Ông ta đến làm gì? Đường Tuấn hơi trao mày. Âu Dương Hồng Phượng có chút xấu hổ nói, đường đại sư, hôm nay tôi còn có hẹn hứa tưởng anh đại sư lại đây để hứa tưởng anh thay tôi làm trung gian cho quỷ y lâm trung hiệp chữa bệnh của cha tôi, nhưng bây giờ... Trường 273 chuyên gia đi lừa gạt. Nói đến đây cô không nói tiếp nữa, cô không thể ngờ được là đường Tuấn có thể chữa khỏi bệnh cho cha cô, bây giờ cô không biết có nên để hứa tường anh lên đây không nữa cho nên rơi vào tình huống rất xấu hổ để ông ta lên đi đường không muốn cho âu dương hồng phượng khó xử mở miệng nói âu dương hồng phượng gật đầu nói với trần mẫn đi dẫn hứa tường anh lên đi tiểu thư cô không đích thân đi đón sao hứa tường anh đại sư là sư đệ của quỷ y trần mẫn trao mày không hiểu cô không biết là đường tuấn đã chữa khỏi bệnh của âu dương duệ Âu Dương Hồng Phượng trực tiếp từ chối, nói tôi phải đón tiếp đường đại sư, không có thời gian. Không đợi Trần Mẫn trả lời đã có một giọng nói mang theo sự tức giận vang lên từ trong hành lang của tầng 4 vang dội lên trên cả tầng 5, rốt cuộc thì đường đại sư là nhân vật như nào mà có thể khiến cho Âu Dương Tiểu Thư không quan tâm đến bệnh của cha mình. Âu Dương Hồng Phượng nhìn đường Tuấn, sắc mặt hơi thay đổi. Tách tách, một ông già mặc bộ đồ màu trắng bạc để dâu, khí thế cao nhân bước lên tầng 5. Trước kia lão già Hứa Tường Anh từng có xung đột với Đường Tuấn. Sao anh lại ở đây? Hứa Tường Anh đi lên tầng 5 thì thấy Đường Tuấn đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, mặt hơi biến sắc, nói: "Đường đại sư." "Ha ha, hóa ra anh là Đường đại sư à, một tên nhóc mồm mép ba hoa mà cũng dám tự xưng mình là đại sư." Ông nhìn về sang Âu Dương Hồng Phượng nói: "Con nhóc nhà họ Âu Dương cô hẳn là ngốc rồi mới kêu anh ta là đại sư." Ngày hôm đó, Đường Tuấn ở Đại học Vinh Vạch Trần hành vi lừa đảo của ông, đến nay hứa tưởng anh vẫn ôm mối hận xưa ở trong lòng. Âu Dương Hồng Phượng vẻ mặt xấu hổ lại không biết nên trả lời như thế nào. Sau lưng hứa tưởng anh là quỷ y lâm trung hiệp, là người mà nhà Âu Dương cô không dám đắc tội nếu không thì cô cũng không muốn để hứa tưởng anh thay cô làm trung gian. Hừ, nếu như cô vẫn muốn để cho sư huynh tôi xem bệnh cho cha cô thì lập tức để thằng danh con này nhanh chóng đi khỏi đây nếu không thì cô mời người cao siêu khác đi hứa tường anh thái độ vinh váo như là đã nắm chắc được điểm yếu của âu dương hồng phượng hứa tường anh đại sư đường đại sư cũng là khách mời của nhà âu dương tôi mời anh nói chuyện khách sáo một chút đương nhiên là âu dương hồng phượng không dám để đường tuấn đi cô trao mày lại lạnh lùng nói hứa tường anh sững sờ mặt già sụp đổ nói cô dám nói với tôi như thế cô không muốn cứu mạng cha mình Âu Dương Hồng Phượng lạnh lùng nói, đường đại sư đã chữa khỏi cho bệnh của cha tôi rồi không phiền ông lo lắng. Trong mắt hứa tưởng anh lóe lên một tia hỗn loạn, không nhịn được nhìn về sang đường Tuấn, nói anh ta. Chỉ dựa vào anh ta, cô nhóc nhà họ Âu Dương cô đừng có bị người ta lừa. Dựa vào kỹ thuật tầm thường của anh ta thì sao có thể chữa khỏi bệnh cho cha cô? Ồ, kỹ thuật tầm thường, đường Tuấn cười lạnh, nói, hứa tưởng anh đại sư ngược lại nói cho tôi nghe xem cái gì mới gọi kỹ thuật cao siêu, lẽ nào kể chuyện về ông có tài cải tử hoàn sinh để cố ý lừa bịp sao? Hứa tưởng anh bị đường tuấn vạch trần, sắc mặt khó coi, nói, anh, họ đường anh, anh đừng có quá kiêu ngạo, sư huynh tôi đã thách đấu với anh, hừ, đến lúc đó xem anh còn dám nói ra những lời này không? Đường tuấn mỉm cười. Nói, ha ha lâm trung hiệp được người ta gọi là quỷ y, y thuật quả thật cao siêu nhưng đáng tiếc lại có một sư đệ như ông, chuyên gia đi lừa gạt. Anh đứng dậy, ánh mắt lấp lánh những hào quang, trong giọng nói mang theo tự tin, nói tôi cũng muốn so tải y thuật cùng với quỷ y một chút, xem thử ông ta rốt cuộc là thật như tên gọi quỷ y không. chương 274, lễ vật gì? Hứa tưởng anh nở nụ cười u ám, nói tôi sẽ đem tất cả những lời nói của anh cho sư huynh tôi. Anh nhìn sang phía Âu Dương Hồng Phượng, nói còn có cô, Nhóc con họ Âu Dương, lần này cô vì tên họ Đường đắc tội với tôi, tôi ghi nhớ rồi." Nói xong, ông ta xoay người muốn rời đi. "Đợi một chút." Đường Tuấn lại lên tiếng nói. "Làm sao, bây giờ muốn xin sư huynh tôi tha thứ sao? Quá muộn rồi." Hứa Tường Anh cười lạnh. Trong tay Đường Tuấn đang cầm một cây kim châm, nói, "Ha ha. Tôi tặng anh một thứ, ông giúp tôi đưa cho Lâm Trung Hiệp." Hứa Tường Anh hoài nghi nói, "Lễ vật gì?" hứa tường anh đã quyết định mặc kệ đường tuấn tặng ông ta quà gì, chờ lát nữa ông ta sẽ ném thẳng vào trong thùng rác. Ông ta cũng sẽ không cho đường tuấn bất cứ cơ hội nào, chắc chắn phải để sư huynh của ông ta dạy dỗ đường tuấn một chút, hung hăng làm nhục anh một lần. Ai biết hứa tưởng anh vừa mới dứt lời, đường tuấn cười lạnh một tiếng, cầm cây ngân châm trong tay kia bắn thẳng ra ngoài. Tông sư hái lá phi hoa đều có thể đả thương người ta, huống chi là đường tuấn am hiểu ngân châm. Hứa Tường Anh còn chưa kịp phản ứng gì, cây ngân châm kia giống như mở to mắt, vậy mà có hơi thay đổi trong không chung, đâm vào giữa huyệt tê trong khuỷu tay ông ta. Hứa Tường Anh chỉ cảm thấy cánh tay có hơi tê dần, sau đó lập tức không còn cảm giác khác nữa. Thằng nhóc thúi, anh muốn làm gì? Hứa Tường Anh có hơi hốt hoảng nói. Mặc dù ngoài miệng luôn nói Đường Tuấn là nhóc con miệng còn hôi sữa không có bản lĩnh, nhưng ông ta lại biết Đường Tuấn xác thực có mấy phần bản lĩnh, khiến ông ta có hơi kiêng kỵ. Đang lúc nói chuyện, Hứa Tường Anh lập tức muốn đưa tay rút ngân châm ra. "Tôi khuyên ông tốt nhất vẫn đừng di chuyển cây ngân châm kia." Đường Tuấn nói, "Ngân châm là tôi dùng cách châm cứu đặc biệt đâm vào, trong nửa tiếng tiếp theo cánh tay kia của ông sẽ càng ngày càng tê dại, đến cuối cùng cả cánh tay sẽ hoàn toàn bị phế." Hứa Tường Anh cười lạnh, "Anh cho rằng tôi giống đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa gạt như vậy sao?" Đường Tuấn nói, "Ha ha, ông cẩn thận cảm nhận một chút." Bây giờ có phải cảm thấy cánh tay đã có hơi tê dại rồi. Hứa Tường Anh không nói lời nào, ông ta cảm nhận thử thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông ta thật sự cảm thấy có một sự tê dại sinh ra từ trong cánh tay ông ta. Đường Tuấn lắc đầu, nhìn thời gian nói, bây giờ đã qua 3 phút. Nếu như ông lại dây dưa, chỉ sợ chưa gặp sư huynh ông, cánh tay kia của ông sẽ phải tàn phế. Nhóc con, anh rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Tường Anh sợ đến nỗi cơ thể khẽ run hàm răng lập cập nói vừa nghĩ tới cánh tay kia của mình rất có thể sẽ bị tàn phế ông ta gần như muốn quỳ xuống xin tha đường tuấn cười khẽ nói vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao để ông mang món quà về cho sư huynh quỷ y của ông cây ngân châm kia chính là quà của tôi nếu như sư huynh ông ngay cả chút bản lĩnh tầm thường này của tôi cũng không giải quyết được mà nói ha ha lúc này khuôn mặt của hứa tường anh nóng lên vừa rồi ông ta nói đường tuấn bản lĩnh tầm thường bây giờ người ta lại dùng bản lĩnh tầm thường khiến ông ta xém chút muốn quỳ xuống xin tha, quả thực chính là vào mặt bốp bốp bốp. chương 275, cô cho rằng tôi đang nói đùa sao? Đường Tuấn, tôi khuyên anh tranh thủ thời gian nhổ ngân châm này ra cho tôi, nếu không sư huynh tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Lúc này hứa tưởng anh nào còn phong phạm đại sư, hoàn toàn giống như đứa trẻ bị hù dọa, chỉ còn cách lấy người lớn nhà mình ra uy hiếp người ta. Hứa tưởng anh cắn răng, hận không thể lập tức giết chết Đường Tuấn. Nhưng cũng không dám do dự, ông ta oán hận nhìn Đường Tuấn và Âu Dương Hồng Phượng một chút, nhưng sau đó xoay người nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Đợi sau khi hứa tưởng anh rời khỏi, lúc này Âu Dương Hồng Phượng mới lưỡng lự nói, Đường Đại Sư, làm như vậy có quá đáng không? Ông ta dù sao cũng là sư đệ của Lâm Trung Hiệp. Đường Tuấn cười lạnh nói, sư đệ Lâm Trung Hiệp thì thế nào? Dám sỉ nhục Trung Y, chút trừng phạt này với ông ta mà nói xem như đã nhẹ rồi." Âu Dương Hồng Phượng khẽ giật mình nói, "Vậy Đường đại sư, nếu như không rút ngân châm ra được, cánh tay kia của ông ta thật sự sẽ tàn phế sao?" Đường Tuấn nhìn chằm chằm Âu Dương Hồng Phượng nói, "Cô cho rằng tôi đang nói đùa sao?" Âu Dương Hồng Phượng bị Đường Tuấn nhìn rất mất tự nhiên, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cô ta toàn thân dựng tóc gáy. "Nếu như không kịp rút ngân châm ra, không chỉ cánh tay ông ta ngay cả nửa người trên của ông ta cũng sẽ cứng như khúc gỗ giọng nói đường tuấn tràn đầy lạnh lẽo và sự tự tin mạnh mẽ âu dương hồng phượng cũng không dám nói thêm gì nữa bây giờ rốt cuộc cô ta nhớ tới câu nói đó người y thuật cao mình giết người trong vô hình hứa tường anh vội vàng hấp tấp rời khỏi mãn giang lâu sau đó bảo tài xế lấy tốc độ nhanh nhất chạy về về phần cánh tay ghim ngân châm kia ông ta không dám xê dịch gì cả bởi vì sợ hãi quần áo trên người ông ta cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tài xế nhìn thấy dáng vẻ này của hứa Tường anh, nào dám nói nhiều, điên cuồng dẫm chân ga, chặng đường nửa tiếng mạnh mẽ dùng khoảng 10 phút đã chạy về. Sau khi quỷ y đến thành phố Vinh, nhà họ tề lập tức thu xếp một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Lúc này một tay quỷ y lâm trung hiệp đang cầm ngân châm trong một căn phòng yên tĩnh của biệt thự, trên gương mặt có vẻ lưỡng lự, mà trước người ông ta thì là một người châm cứu bằng đồng màu vàng cổ xưa. Trên người châm cứu bằng đồng có từng huyệt vị nhỏ bé cùng tên, đó là tất cả huyệt vị toàn bộ cơ thể người. Ông ta đang nghiên cứu thuật châm cứu. Lâm Trung Hiệp trông có vẻ khoảng 40 tuổi, vậy mà còn muốn trẻ hơn hứa tưởng anh. Ông ta đứng trước mặt người châm cứu bằng đồng, thân hình thẳng tắp, giống như cây tùng cổ sừng sững không ngã. Một luồng hơi thở khoan thai tràn ra từ trên người ông ta, trái ngược với danh xưng quỷ y của ông ta. Oanh! Cánh cửa căn phòng yên tĩnh đột nhiên bị mở ra hứa tường anh vẻ mặt vội vàng hấp tấp lộn nhào đến. Sư huynh, cứu tôi, hứa tường anh dùng một giọng nói gần như nức nở nói. Nửa tiếng này với ông ta mà nói quả thực là cha tấn sống không bằng chết, khiến hứa tường anh tự xưng trải qua không ít mưa gió cũng sắp sửa sụp đổ. Cánh tay truyền đến cảm giác tê dại càng nghiêm trọng khiến ông ta quên oán hận đường tuấn, một lòng chỉ muốn bảo vệ cánh tay này của mình. Lâm Trung Hiệp xoay người, mày nhíu lại quát, không biết tôi ghét nhất có người lúc này vào quấy giày tôi sao? Hứa Tường anh và Lâm Trung Hiệp quan biết nhiều năm, đương nhiên biết thói quen này của ông ta, nhưng lúc này vốn giả vờ không thấy. Ông ta chỉ vào cánh tay vô cùng tê dại kia nói, sư huynh, anh có thể rút ngân châm này ra thay tôi trước rồi sau đó dạy dỗ tôi không? Lâm Trung Hiệp vốn còn muốn dạy dỗ hứa tưởng anh lại vài câu, nhưng ánh mắt nhìn ngân châm kia, con người không khỏi rụt lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc ông ta nhanh chóng đi đến trước mặt hứa tưởng anh, nhìn chằm chằm cây ngân châm kia một lát rồi thở dài, đúng là thủ pháp châm cứu cao minh. Có điều không làm khó được tôi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 275.